Kinh Phật Tuyết Hoa Thủ, quyển 6, phẩm 19, các pháp tam muội. Bây giờ Đức Thế Tôn nhận thấy đại chúng khắp nơi đều đã vân tập đông đủ, tức thì ở nơi tòa báu nhập pháp tam muội Phật Thủ Lăng Nghiêm. Ra khỏi tam muội Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Diệu Kim Cang. Ra khỏi pháp tam muội Diệu Kim Cang, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Tri Thập Phương Ngôn Âm Sai Biệt. Ra khỏi pháp môn Phật Tri Thập Phương Ngôn Âm Sai Biệt, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Lượng Trang Nghiêm. Ra khỏi pháp tam muội Vô Lượng Trang Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Sư Tử Nguyệt. Ra khỏi pháp tam muội Sư Tử Nguyệt, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Sư Tử Phấn Tấn. Ra khỏi pháp tam muội Sư Tử Phấn Tấn, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Biên Duyên. Ra khỏi pháp tam muội Vô Biên Duyên, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Quang Vương. Ra khỏi pháp tam muội Phật Quang Vương, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Diệu Đà La Ni. Ra khỏi pháp tam muội Diệu Đà La Ni, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Tướng Sinh. Ra khỏi pháp tam muội Vô Tướng Sinh, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Sư Tử Tự Tại Lực. Ra khỏi pháp tam muội Sư Tử Tự Tại Lực, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Tịnh Nguyện. Ra khỏi pháp tam muội Tịnh Nguyện, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Tướng Nghiêm. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Tướng Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Chúng Tướng Nghiêm. Ra khỏi pháp tam muội Phật Chúng Tướng Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Biên Quang. Ra khỏi pháp tam muội Vô Biên Quang, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Đại Hải. Ra khỏi pháp tam muội Đại Hải, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Khởi Nhất Thiết Pháp Hải Pháp Tánh Định. Ra khỏi pháp tam muội Khởi Nhất Thiết Pháp Hải Pháp Tánh Định, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Thị Vô Biên Nguyện Duyên. Ra khỏi pháp tam muội Thị Vô Biên Nguyện Duyên, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Sinh Nhất Thiết Vô Biên Tự Tại Pháp. Ra khỏi pháp tam muội Sinh Nhất Thiết Vô Biên Tự Tại Pháp, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Pháp Vô Trụ Xứ. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Vô Trụ Xứ, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Biên Quang Cao Hoa. Ra khỏi pháp tam muội Phật Vô Biên Quang Cao Hoa, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Pháp Tư Lượng Tinh Tấn. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Tư Lượng Tịnh Ấn, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Vô Cấu Ấn. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Vô Cấu Ấn, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Thị Vô Biên Phật Tự Tại Lực. Ra khỏi pháp tam muội Thị Vô Biên Phật Tự Tại Lực, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Chúng Sinh Diệt Tướng. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Chúng Sinh Diệt Tướng, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Pháp Như Lai Sở Hành. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Như Lai Sở Hành, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Thị Vô Biên Tự Tại Thần Thông Trang Nghiêm. Ra khỏi pháp tam muội Thị Vô Biên Tự Tại Thần Thông Trang Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Tam Thế Vô Ngại Nhất Thiết Pháp Tánh Định. Ra khỏi pháp tam muội Tam Thế Vô Ngại Nhất Thiết Pháp Tánh Định, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Pháp Trung Đắc Tự Tại Lực. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Trung Đắc Tự Tại Lực, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Pháp Hải Tự Tại Ấn. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Nhiếp Nhất Thiết Pháp Pháp Hải Tự Tại Ấn, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Kiên Cố. Ra khỏi pháp tam muội Kiên Cố, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Thiện Thông Đạt. Ra khỏi pháp tam muội Thiện Thông Đạt, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Động. Ra khỏi pháp tam muội Vô Động, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Quan Kiến Nhất Thiết Pháp. Ra khỏi pháp tam muội Quan Kiến Nhất Thiết Pháp, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Phổ Minh. Ra khỏi pháp tam muội Phổ Minh, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Phổ Quang Ấn. Ra khỏi pháp tam muội Phổ Quang Ấn, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Minh Ám. Ra khỏi pháp tam muội Vô Minh Ám, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Kiến. Ra khỏi pháp tam muội Phật Vô Kiến, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Pháp Vô Ngại Vô Thủ. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Pháp Vô Ngại Vô Thủ, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Tận Tướng. Ra khỏi pháp tam muội Vô Tận Tướng, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Tận Định. Ra khỏi pháp tam muội Vô Tận Định, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Tận Duyên. Ra khỏi pháp tam muội Vô Tận Duyên, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Bảo Tướng. Ra khỏi pháp tam muội Vô Bảo Tướng, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Đại Trang Nghiêm. Ra khỏi pháp tam muội Đại Trang Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Biên Trang Nghiêm. Ra khỏi pháp tam muội Vô Biên Trang Nghiêm, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Vô Sân Hận. Ra khỏi pháp tam muội Vô Sân Hận, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Thị Nhất Thiết Chúng Sinh Thiện Căn. Ra khỏi pháp tam muội Thị Nhất Thiết Chúng Sinh Thiện Căn, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Chúng Sinh Chủng Thiện Căn Nhân Duyên. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Chúng Sinh Chủng Thiện Căn Nhân Duyên, Đức Thế Tôn nhập pháp tam muội Phật Nhất Thiết Nhập. Ra khỏi pháp tam muội Nhất Thiết Nhập,
Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật nhất thiết Pháp tịnh hành. Đại ca Pháp Tam Muội nhất thiết Pháp tịnh hành. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật bất hiện nhất thiết Pháp. Đại ca Pháp Tam Muội bất hiện nhất thiết Pháp. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật chiếu minh trang nghiêm nhất thiết Bồ Tát. Đại ca Pháp Tam Muội chiếu minh trang nghiêm nhất thiết Bồ Tát. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật tịnh nhất thiết Thanh Văn Nhãn. Đại ca Pháp Tam Muội tịnh nhất thiết Thanh Văn Nhãn. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật nhất thiết chúng sinh chủng vô ngại tịnh thiện căn. Ra khỏi Pháp Tam Muội nhất thiết chúng sinh chủng vô ngại thiện tịnh cả tịnh thiện căn. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật tức tam ác thú khổ não. Ra khỏi Pháp Tam Muội tức tam ác thú khổ não. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật nhất thiết độ Phật độ trung chúng sinh chủng thiện căn. Ra khỏi Pháp Tam Muội nhất thiết Phật độ trung chúng sinh chủng thiện căn. Đức Thế Tôn nhập Pháp Tam Muội, Phật bất động biến. Hiện tại Đức Thế Tôn đã an trụ trong Pháp Tam Muội bất động biến ấy. Lúc này chư thiên ở cõi trời tịnh cơ dùng cả tán dương Đức Thế Tôn. Phật trụ bất động biến, uy đức như tu chi, diệt hỷ luận ngoại đạo, hào quang tỏa đại thiên, tâm ấy chẳng thể thấy, nhập định vô ý chỉ, nhập định mà không nương, Phật chẳng thể nghĩ bàn. Vì dứt mọi lưới nghi, xuất thương nên thuyết pháp, luôn định chốn vô ngại, ba minh hiện ba cõi, Bồ Tát trí đức lớn, nay đều tụ tập đông, Phật nơi định không ngại, mong được dứt mọi ngờ. Phật định chẳng nương nhãn, cũng lại chẳng không nương, vô nhãn tướng một nẻo, định ấy sinh tán thán, nơi định nếu nương nhãn, Phật ác là dối lừa, biết nhãn không chúng có, nên Phật định chẳng nương. Phật không nương sáu căn, cũng chẳng phải không nương, ngoại đạo chấp lẽ ấy, mà nẻo đời chẳng tường. Phẩm 20 cầu Pháp. Bây giờ, Đức Thế Tôn thư thái, tự tại ra khỏi Pháp Tam Muội bất động biến, và nói với các tôn giả Xá Lợi Phất: Chư Đại Bồ Tát, có bốn pháp nên thực hiện để có được trí bất thoái, đạt được tâm đại từ bi, do tuệ của Pháp Tam Muội cũng có thể đạt đến mười lực vô ngại của Phật, là ở nơi các pháp có được tuệ phân biệt, có được biện tài vô ngại, biện tài không gián đoạn, biện tài hết sức nhanh nhạy, biện tài vô thích nói pháp không chán, biện tài sâu xa sắc sảo, biện tài không ai có thể sánh được, có được các pháp tổng trì, luôn thấy gặp chư Phật, tịnh thọ xuất gia, chấp tu theo chánh pháp. Nơi chốn sinh ra đời đời luôn được dồi dào về tài lợi, quý thuộc đông đảo, dung mạo đầy đủ, thân tướng không bị khiếm khuyết, các căn mắt tai mũi lưỡi và thân luôn được nguyên vẹn sung mãn, ngôn từ không hề thua kém, tâm trí không tâm tối, không đi theo tà đạo, chỉ luôn tập trung nhớ nghĩ không bị lầm lạc, thường nhớ tới những sự việc từ xa xưa để luôn có được sự hổ thẹn cần thiết, cũng như khéo tư duy lường tính để xa lìa mọi điều xấu ác trong sự chuyển biến của thân mạng, để đời luôn giữ lấy chánh niệm, không đánh mất bản nguyện, đó gọi là chỗ vun trồng xây dựng vô lượng các căn lành để có được quả tốt đẹp nơi chư Phật. Nhận ra vốn không có ngã và ngã sở, chỉ vì sự an lạc của hết thảy chúng sinh, nhưng cũng không vướng vào hình tướng của chúng sinh. Tôi nhận thức rõ ràng về các pháp mà không thấy có chỗ nương tựa. Do không có chỗ nương tựa nên các loài ma cùng với tà đạo không thể hủy hoại được, tất đi tới đạo tràng, an toàn nơi đạo tràng. Rồi thì trụ nơi tất cả các pháp, tư duy theo Pháp Tam Muội tịnh ấn. Từ Pháp Tam Muội ấy, dùng một niệm để tạo sự hòa hợp với trí tuệ. Và đối với mọi sở hữu của các pháp, đều có thể nhận thức đạt được đoạn lìa tu chứng, hoặc là hữu lậu, vô lậu, hoặc thế gian hay xuất thế gian, hoặc gần, hoặc xa, hoặc thô, hoặc tế, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc ở nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc mọi nẻo hành của tâm, hoặc mọi nẻo hành của trí, hoặc các hướng tư duy lường tính của tâm, hoặc các ngã tư duy lường tính của trí, hoặc chỗ duyên của tâm, hoặc chỗ duyên của trí, hoặc chỗ tưởng của tâm, hoặc chỗ tưởng của trí, hoặc ở nơi các số của tâm, hoặc ở tại các số của pháp, hay số của chúng sinh, hoặc giả danh có, hoặc pháp thực có, về tổng tướng biệt tướng cùng các lối trình bày khác, nhân chỗ đó mà thuyết pháp, hoặc sự việc được thuyết giảng, lấy cái gì mà thuyết giảng, hoặc dùng ngôn ngữ, hoặc dùng sự tướng, hoặc câu ế, hoặc thanh tịnh. Hết thảy mọi thứ, mọi loại ngôn từ nơi thế gian, chỗ gọi là mọi tên gọi, câu chữ thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thuộc về đầu, lông, tóc và mọi thứ chi phần của cơ thể con người, cũng như nơi các pháp bên ngoài với hết thảy các đại hiện có như địa, thủy, hỏa, phong cùng mọi thứ. Mọi loài về nơi chốn sinh hoạt với những tên gọi câu chữ khác biệt, như tên gọi về mặt trời, mặt trăng, về ngày tháng, về phạm thích, chư thiên, dạ xoa,
theo hình tướng của chúng có hay theo hình tướng đã nêu bày, từ chỗ đã nhận biết rõ, cùng chỗ tham đắm vướng mắc, hoặc nhân, hoặc duyên, hoặc đạo, hoặc hành, hoặc buộc, hoặc mở, hoặc dùng phương tiện, hoặc theo sự chuyển biến mạnh mẽ, hoặc trí, hoặc tuệ, hoặc trí theo phương tiện cùng với mọi thứ kỹ thuật ở thế gian, hoặc tốt hoặc xấu. Hết thảy mọi sự việc như thế đều an trụ nơi tất cả các pháp để tư duy về pháp tâm muội tịnh ứng, dùng một niệm để tạo được sự tương ứng với tuệ, thông đạt rốt ráo trọn vẹn, từ đấy dứt đường sạch tất cả mọi tập của phiền não. Này tôn giả Xá Lợi Phất, những gì là bốn pháp nên thực hiện nếu có vị Bồ Tát kiến lập đại thừa, vì lợi ích sâu xa của nhiều chúng sinh nên phát sự trang nghiêm lớn lao, thì phải suy nghĩ như thế này. Tất cả chúng sinh do tham dục, sân hận, ngu si, dễ khởi mạnh mẽ, hoàn toàn không tạo điều thiện, chết bị đọa vào nẻo ác, ích kỷ có thể cứu được. Nay ta sẽ vì những chúng sinh ấy tập hợp mọi thứ thuốc của bậc đại trí dùng để cứu chữa cho họ, khiến họ ra khỏi nẻo sinh tử trong ba cõi. Sẽ vì chúng sinh mà làm một vị thầy tự nguyện giáo hóa, dẫn dắt, khiến họ đạt được sự thông tỏ về tính chất bất hoại nơi tướng của các pháp. Đó gọi là sự bất hoại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng là đạt được bất hoại của nẻo niết bàn cao tột. Các vị Bồ Tát ấy lúc phát khởi tâm kia về cầu pháp mà khởi lên sự trang nghiêm lớn lao. Thế nào gọi là pháp? Đó là mọi cái có khả năng hỗ trợ cho đạo vô thượng Bồ Đề tập hợp được các pháp của Phật. Đó là kinh chứa những sự chỉ dẫn của cho hàng Bồ Tát nhằm dứt trừ mọi mối nghi, đem lại sự nghĩ cho họ. Bồ Tát theo đấy mà thọ trì đọc tụng tu tập và tùy theo mọi chúng sinh có căn trí lợi hay độn để vì họ mà diễn giảng chỉ dẫn. Bồ Tát vào lúc dốc tâm cầu pháp như vậy cho đến khi đạt được một bài kệ bốn câu với nghĩa lý hết mực thâm diệu cùng phương tiện cần yếu từ lời Phật thuyết giảng, hoặc thọ, hoặc trì, hoặc đọc, hoặc biên chép, thậm chí có thể vì một người mà vẫn diễn thuyết trước nên tạo nguyện này nhằm khiến cho người ấy tuần theo nghĩa đó, từ đấy mà khiến cho hết thảy chúng sinh cũng đều được thông tỏ. Bồ Tát dùng nhân duyên thuyết pháp ấy thì sẽ đạt được điều tối thượng, tức ở chỗ được Phật chấp thuận, được các bậc trí khen ngợi. Bốn phép bàn rộng là như vậy. Những gì là bốn? Một, đối với Phật pháp phải có được niệm không gián đoạn cùng niệm quyết định dứt khoát. Hai, thân có thể gắn gỗ nhận làm vật dùng cho chánh pháp. Ba, vị chư Phật luôn tuần hợp trong việc nêu bày giáo hóa chánh pháp. Bốn, có thể đạt được các pháp đà la ni. Mọi chuyển biến của thân bạn đời đời đều sinh nơi pháp Phật, các niệm sinh không bị rơi vào tà kiến. Ở nơi các pháp Phật luôn thích vui thích giới vật xuất gia tu tập, lìa chán năm thứ dục lạc. Đó là bốn pháp. Bồ Tát dùng bốn pháp ấy làm nhân duyên cho các căn lành sẽ đạt được 10 pháp. Những gì gọi là 10? Đối với các pháp có thể đoạn trừ mọi nghi hoặc, biết được mọi vui thích nơi tâm của các chúng sinh, có thể đạt đến sự giải thoát vô ngại của chư Phật. Chính do sự giải thoát ấy mà nơi mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân tướng của Phật đều phát ra trăm ngàn dạng ức vô số ánh hào quang, và mỗi ánh hào quang ấy đã tỏa chiếu khắp trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ cõi. Nơi mà mỗi ánh hào quang đó đều có trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ số đó hoa sen quý giá vi diệu. Trên mỗi mỗi đó hoa sen đều có một vị Phật an tọa, và mỗi mỗi vị Phật an tọa đó đều cùng thuyết một loại chánh pháp, tức có thể độ thoát cho trăm ngàn vạn ức vô số chúng sinh đạt được tính chất bất hoại của các pháp Như Lai. Cho từ diệu lực của sự giải thoát ấy nên nơi mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân tướng chỗ hiện rõ ánh hào quang đó đều phát ra trăm ngàn phản ức vậy, ngọn lửa ánh sáng rực rỡ như núi Tu Di. Cũng từ chỗ hiện rõ ánh hào quang kia phát ra hàng hà sa số các dòng nước lớn. Do tùy chịu lực của sự giải thoát vô ngại nên Phật có thể đem cả thanh thiên đại thiên thế giới đặt vào trong một lỗ chân lông và bỏ sang một phương khác, đã qua vô lượng hàng xa quốc độ mà các chúng sinh ở đấy không hề bị quấy hại, cũng không hề có ý tưởng về sự đi lại của mình. Này tôn giả Xá Lợi Phất, do từ diệu lực của sự giải thoát vô ngại ấy nên Phật có thể thông tỏ mọi thứ ngôn từ sai biệt của tất cả chúng sinh trong mười phương, cùng hiểu biết một cách trọn vẹn và nối tiếp không gián đoạn nơi tâm niệm trong trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ kiếp của tất cả chúng sinh trong mười phương, cũng dứt trừ mọi mối nghi hoặc của chúng sinh nơi các chốn không có Phật pháp trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Lại cũng chính từ diệu lực của sự giải thoát không còn chút nghi hoặc ấy
nên Phật có thể thông tỏ về sự điều phục tính chất bùng phát cùng tiêu lớp hiện hành của tâm chúng sinh, biết rõ về hình tướng sai biệt của tất cả các pháp, cũng có sự thấu đạt dứt khoát trọn vẹn về các pháp đều là không, mà trong ấy không có ngã và đối tượng của ngã, để bỏ hết thảy mọi hình tướng hữu vi. Vì sao? Vì Như Lai là quán xét nhận biết về các pháp hữu vi đều hàm chứa các lỗi lầm, xa lìa mọi công đức, không một pháp nào có thể giữ lấy. Do từ sự thông tỏ như thế nên đã đạt được pháp ấy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai do từ diệu luật của sự giải thoát ấy mà lại có được bốn pháp. Những gì gọi là bốn? Một, dứt trừ sạch mọi phiền não cùng tập khí của chúng. Hai, lúc Phật đi trên đường, nếu chúng sinh nào khởi lên sự tiếp xúc với những bước chân đã đi qua ấy thì sẽ cảm nhận được sự an vui trong 7 ngày. Ba, lúc Như Lai xoay thân về phía bên phải thì từ nơi chiều sâu của đất đến 84.000 do tuần nghe như tiếng bánh xe quay ngược lại. 4. Luôn có được sự an định từ lúc mới bắt đầu, không hề thoái lui hay mất mát. Này tôn giả Xá Lợi Phất, hãy nên ghi nhớ lấy lời quan trọng này. Bồ Tát cầu Pháp và nên dốc hết sự tốt nhất của mình đối với tất cả các Pháp Phật. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa trên để nói bài kệ. Nếu người cầu trí Phật cùng tâm đại từ bi, đạt trí tuệ giải thoát nên phải cung kính Pháp, muốn được thần thông lớn, chấn động cõi đại thiên, rồi tâm mọi chúng sinh nên phải cung kính Pháp. Như muốn dùng một niệm biết khắp hết thảy tâm, tâm ấy không hình sắc, như ảo chẳng bền chắc. Do vì cung kính Pháp luôn được mọi phước báo, cũng chứng đắc vô lượng các Pháp của chư Phật. Do vì cung kính Pháp luôn được niệm không mất, nên mà mỗi chúng sinh chánh niệm luôn tăng trưởng. Do vì cung kính Pháp chẳng hề mất sắc diệu, nơi sân thường đoan chánh, thân tướng đều đầy đủ, nên được gặp chư Phật, gặp Phật tâm tinh vui. Do tâm được thanh tịnh nên phải cúng dường Phật, để đời nơi chúng sinh tính lực luôn tăng trưởng, lì năm dục nhơ ác thường chui hạnh xuất gia. Do có được tính lực an trụ trong giới tịnh, chỉ muốn cầu thiền định không vì giới tự cao, luôn vui đạt mọi thiền và không chấp vào pháp, nhằm cầu chân trí tuệ nên dứt trừ các lậu, luôn vui theo trí tuệ mà không vướng tướng tuệ, cho dùng vô tướng tuệ muốn cầu các pháp Phật. Được các pháp tuệ nhỏ tuệ tỏ và khen pháp tổng trì, gắng sức làm pháp khí, thần thông Phật hộ trì, người ấy được Phật độ, đặt bốn trí vô ngại, biện tài không chúng được, lợi chúng nên thuyết pháp, ba thời giữ gìn pháp, sơ trung cùng sau rốt, luôn vì chỗ Phật khen, đem lợi lớn muôn loài, làm chốn giúp chư thiên, long thần đều cung kính, để chư Phật hộ niệm, danh vang khắp 10 phương, để bao người xưng tụng, ham thích mọi nẻo thiện, trọn chẳng vui phi pháp, thường tu tập Phật đạo, pháp sáng luôn tỏa chiếu, dứt sạch mọi hồ nghi. Tánh trí tuệ được tịnh, diệt ưu não chúng sinh, an trụ nơi đường chánh, trọn chẳng theo tà tuyết, trọn hành pháp tối thắng, đó là đạo vô thượng, người ấy không dựa tâm, cũng chẳng phải không dựa, rõ tâm pháp như ảo, nên không chốn nương tựa, đem tâm không dựa ấy, luôn tu hành Phật đạo, đã qua khắp nơi chốn mà tâm không tham vướng, tất chu hóa các phương, vượt bao nẻo ràng buộc, không tham cầu danh lợi, siêu lợi mọi thân tình, chẳng còn chút tỳ vết, tâm tịnh như hư không. Ai thấy Bồ Tát ấy mà không sinh cung kính? Do vậy nghe pháp này phải nên nhất tâm học. Do được pháp Phật ấy đem lợi lớn muôn loài, ở nơi pháp diệu đó không còn chốn trở ngại, ta nêu đạo chánh ấy chỉ kẻ trí còn học. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu vị đại Bồ Tát dốc lòng cầu pháp thì phải học hỏi để có được sự đa văn cùng phương tiện của sự đa văn. Thế nào gọi là đa văn? Là phương tiện đa văn. Này tôn giả Xá Lợi Phất, người đa văn tức là luôn dựa theo sự nghe nhiều biết rộng của người khác. Còn phương tiện đa văn ấy tức là có thể tự mình tư duy, lượng tính, chuyên tâm, chánh niệm. Dựa theo sự nghe hiểu biết rộng của người khác ấy, tức là thuận theo đạo pháp từ ngôn ngữ thuyết giảng của chư Phật, gồm trong các thứ kinh Tu Na La, Kỳ Dạ, Già Xà La Na, Già Đà, Ưu Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đề, Vị Đa Già, Sa Đa Già, Quảng Kinh,
vị tăng hữu kinh ở ba đề xá, đó chính là dựa theo sự nghe nhiều biết rộng đến người khác, giáo ngôn thuyết thuận hợp đạo pháp. Còn thế nào gọi là tư duy chuyên tâm chánh niệm? Đối với pháp phương tiện, phải khéo nhận rõ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, đều từ chuyên sinh là trắng, là đen, là tốt, là xấu. Phân biệt chọn lựa để thấy chúng đều gồm trong hình tướng, vị trí, bản tánh của các pháp. Thông đạt được như thế thì đó gọi là chánh niệm. Vì sao này tôn giả Xá Lợi Phất? Vì Như Lai theo phương tiện chỉ nói về năm ấm mà chẳng phải năm ấm. Nói về 12 nhập cùng 18 giới mà chẳng phải là giới nhập. Nói về 12 nhân duyên mà chẳng phải là nhân duyên. Nói các pháp từ duyên sinh mà hình tướng là vô định. Chỉ vì nhằm hóa độ chúng sinh mà đeo giả như vậy. Do đó mà các vị phải nên nương nơi nghĩa, chớ nên nương ở lời. Hàng phàm phu không trí, phải bám theo ngôn thuyết, còn cả trí thì theo nghĩa. Này tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào gọi là ngôn thuyết? Đối với mọi sở hữu về ngôn âm, văn tự sai biệt, mình giữ lấy hình tướng của chúng, suy cứu tìm cầu để cho rằng có thể nhận thức lãnh hội trong thấy đoạn trừ tu chứng có hình tướng theo tâm mà các pháp của tâm nơi chốn có thể nghi hoặc, có bị, có thử. Phân biệt nêu bày các pháp như vậy được gọi là ngôn thuyết. Này tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào gọi là theo nghĩa? Dùng ngôn thuyết để diễn đạt, chỉ rõ đó là nghĩa. Nếu phân biệt đối với nghĩa tức là ngôn thuyết. Vì vậy, này tôn giả Xá Lợi Phất, phải biết nghĩa ấy là chẳng có thể ngôn thuyết. Dựa theo nghĩa ấy để lãnh hội những điều đã nói trong các kinh, Như Lai cùng với thế gian tranh biện, chỉ thế gian cùng nhau Như Lai tranh biện. Này tôn giả Xá Lợi Phất, chỉ có Như Lai có thể dùng phương tiện để nói về ấm giới, các nhập, 12 nhân duyên, các pháp từ duyên sinh, ngoài ra không ai có thể nói như thế. Này tôn giả Xá Lợi Phất, các pháp được Phật thuyết giảng và tuyển chọn đều không có tranh tụng, thế nào gọi là pháp, làm thế nào tuyển chọn? Này tôn giả Xá Lợi Phất, mắt tức là pháp, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tức là pháp. Vì sao? Vì mắt ấy ở trong quá khứ, vị lai hãy còn là không, huống chi là trong hiện tại. Vì sao? Vì tánh của mắt tự nó làm như vậy, do đó mà gọi là pháp. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở trong quá khứ, vị lai hãy còn là không, huống chi là hiện tại. Vì sao? Vì tánh của nó, tánh của ý tự nó là như thế, cho nên gọi là pháp. Còn thế nào là tuyển chọn? Như sự tuyển chọn của mắt, mắt từ duyên sinh là không, tướng không cố định. Nó có tướng cố định thì mắt ứng hợp để biết được mắt. Nếu mắt biết được mắt, tức là có hai thứ mắt. Như thế thì cũng ứng hợp với việc có người nhìn thấy từ bên trong. Có như vậy là đúng không? Là không đúng. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Tuyển chọn như vậy là pháp nhãn. Nắm vững đối với ý nghĩa ấy là chánh kiến của bậc đại sĩ. Phải nên quan sát mắt là sự giả hợp của tên chữ. Mắt cùng với các pháp của mắt. Trong ba sự việc ấy, cái nào là thật? Nên có nhận thức như thế này. Ba sự việc ấy đều là không, chứ có ngôn thuyết, và không một sự việc nào là chân thật cả. Vì sao? Bị mọi cái có của ngôn thuyết đều là nơi chốn của thức, đối tượng của thức là các pháp đều là thế gian. Nếu các pháp thế gian thì chẳng phải là xuất thế gian, là chẳng phải xuất thế gian thì đó là ý nghĩa của ngoại đạo. Mà đã là nghĩa của ngoại đạo thì không phải do Phật nói. Vì sao? Vì mọi ngôn thuyết của Phật đều là xuất thế gian, các mà các pháp xuất thế gian thì không ngôn thuyết. Ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành xứ diệt là chỗ cắt đứt của mọi đường ngôn ngữ, là chốn dừng diệt của mọi nẻo tâm hành. Do đó mà gọi là Như Lai. Lai tuy lại dùng ngôn thuyết mà không vướng chấp, cũng không phân biệt. Quyết định về hình tướng của mắt theo nghiệp thiện, bất thiện là do nhân duyên sinh. Vì sao? Vì mắt là một pháp của hữu, từ 12 duyên phát sinh ra ba hữu. Này tôn giả Xá Lợi Phất, do đó mà gọi là một phần của hữu. Tự nhớ nghĩ về ngã sẽ được mắt như vậy, cho đủ thứ đủ loại phân biệt tốt đẹp vô thích về quả của mắt, rồi để nhận lấy các phần. Mắt tham đắm cho đấy là mắt mình, là sở hữu của ngã, do vậy nên gọi là một phần của hữu. Lại nữa, từ suy diệt cho đến được hưng phấn trở lại, hết thảy mọi thứ khổ não là do chấp ngã và mọi sở hữu của ngã, từ đó rơi vào lối nhận thức
chấp ở hai nẻo, do đó nên gọi là một phần của hữu. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ví như vật bằng đồng, khi đánh lên cho có âm thanh, thế thì tôn giả cho rằng âm thanh ấy là từ bên ngoài đến hay có từ bên trong? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Kính bạch Thế Tôn, âm thanh ấy là do các nhân duyên hợp lại mà có, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở trong. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Như thế là tôn giả đã thấu đạt về các về pháp các duyên ấy chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kính bạch Thế Tôn, chưa được. Đức Phật nói: Âm thanh ấy, bản chất của nó là không thật có, cho do các duyên giả hợp, lừa dối nhị căn. Hàng phàm phu như thế là đối với mắt vốn là không ấy mà sinh tâm tham đắm vướng chấp. Trong mắt và hình tướng của mắt rốt cuộc là không thể đạt được, đó gọi là tuyển chọn để có sự nhận thức là không mắt, cũng như không có hình tướng của mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng đều như vậy. Bây giờ, Đức Thế Tôn nhằm làm sáng tỏ thâm nghĩa ấy, nên nói bài kệ. Tuy nói mắt vô thường, mắt tức không chốn có, nếu mắt không chốn có, ai là kẻ vô thường? Tuy nói tai vô thường, tai tức không chốn có, nếu tai không chốn có, ai là kẻ vô thường? Tuy nói mũi vô thường, mũi tức không chốn có, nếu mũi không chốn có, ai là kẻ vô thường? Tuy nói lưỡi vô thường, lưỡi tức không thật có, nếu lưỡi không thật có, ai là kẻ vô thường? Tuy nói thân vô thường, thân tức không thật có, nếu thân không thật có, ai là kẻ vô thường? Tuy nói ý vô thường, ý tức không thật có, nếu ý không thật có, ai là kẻ vô thường? Theo 12 nhập ấy, nên có 12 tên. Nếu theo 12 tên, ắt có 12 nhập. Từ địa thủy hỏa phong. Hòa hợp nên gọi người. Phàm phu theo tên chữ, như chó đuổi ngói đá. Nếu người chẳng theo tên, cũng chẳng phân biệt ngã, rõ ngã chỉ giả chân, người ấy được tịch diệt. Trong tịch diệt không pháp, đâu gọi kẻ tịch diệt. Thuyết như thế, không thuyết tức tịch diệt. Trong pháp ấy không đến, cũng không có kẻ đến. Nếu thông đạt điều đó, ác loại tướng tịch diệt, như diệt chốn tâm hạnh, dứt mọi nẻo ngôn ngữ, không ngã không chúng sinh, đó chính là tịch diệt. Chẳng phân biệt có không, phân biệt ấy cũng không. Nếu tâm tưởng niết bàn, tâm ấy cũng chẳng có. Nơi pháp chẳng thấy xa, cũng lại chẳng thấy gần. Người được tuệ nhãn ấy, tự thông nghĩa tịch diệt. Nếu người nghe pháp đó, nên quan sát chính xác, sẽ dứt mọi nghi hoặc, sạch hết ma mê tối. Không nghi cũng chẳng ngờ, khéo tịch tỉnh dứt sợ, quyết định trụ tướng thật. Nơi pháp không chống ngại, Bồ Tát Ma Ha Tát tự dứt trừ đối nghi, do thương xót muôn loài, vì dứt nghi trong pháp. Đêm bàn lễ thượng diệu, nêu rõ tướng thật pháp, nhằm dứt mọi hí luận, các vị chớ sinh nghi, sinh ngờ. Ngôn thuyết đều tránh tụng, nhân đó đoạn nẻo ác. Nếu người tham đắm ấy, chẳng gắn diễn chánh pháp, như vậy tên theo nghĩa, ác dứt hết lo buồn, tiếp cận đạo vô thượng, phải nên hành nghĩa ấy. Lại nói tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát đối với bốn sự việc phải siêng năng tinh tấn. Thế nào gọi là bốn sự việc? Do vì xuất gia nên phải dốc siêng năng tinh tấn. Ở nơi chốn xa lìa nên phải dốc siêng năng tinh tấn. Đối với những điều Phật chỉ dạy phải nên dốc năng siêng tinh tấn. Nhận thấy bao nỗi khổ của chúng sinh nên phải dốc siêng năng tinh tấn. Như bốn mau đạt đến quả vị vô thượng Bồ Đề, phải nên suy niệm như vậy: Ta vào lúc nào sẽ có được trí tuệ lớn lao, diệt hết mọi nỗi khổ của chúng sinh mà vì họ thuyết pháp. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ta sẽ vì tôn giả mà nói về việc các vị Bồ Tát và siêng năng tinh tấn mới có thể mau thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Tôn giả nên lắng nghe. Này tôn giả Xá Lợi Phất, giờ thời quá khứ xa xưa, trải qua vô lượng vô biên chẳng thể ghi bàn A Tăng kỳ kiếp, bấy giờ có Đức Phật hiện là An Dương
Tòa mạng bảy dạng năm, di chúng thanh chân mà có ba hội lớn thuyết pháp. Hội đầu tiên có đến 20 ức người trong đắc quả A-la-hán. Hội lớn thứ nhì có 40 ức người đắc quả A-la-hán. Hội lớn thứ ba có tới 60 ức người cũng đắc quả A-la-hán. Thời này có Diêm Phù Đề hết mực rộng lớn. Đến chín dạng do tuần, bên trong có 8 dạng 4.000 thành lớn, mà mỗi thành đều dài 12 do tuần, rộng 7 do tuần. Tất cả đều cho 7 châu báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, sa cừ, mà não hợp thành. Thành ấy là nơi thanh tịnh trang nghiêm bậc nhất, nhân dân đông đúc, nhà cửa sầm uất, đời sống sung túc, vui thích an ổn. Bảy lớp thành ấy đều có 7 lớp hào sâu bao bọc, cũng đều cho 7 thứ châu báu hợp thành. Nơi mỗi lớp hào sau kia đều có dòng nước chảy dòng quanh. Cái thứ hoa sen, cái đủ màu sắc xanh vàng đỏ trắng bày ra kính khắp cả trên mặt nước. Những loài chim lê, chim nhạn, uyên ương, hồng hộc, khổng tước, loài thú lạ như tinh tinh, đùa giỡn trong ấy. Trên mỗi bờ của các hào sâu đều có 7 lớp hàng cây, như 7 thứ châu báu hợp thành. Thân cây là vàng, cành lớn là bạc, mà não làm nhánh, lưu ly làm lá, pha lê làm hoa, sa cừ làm quả, xích châu, trân châu làm rễ. Thân cây là bạc, cành lớn là vàng, pha lê làm nhánh, lưu ly làm lá, sa cừ làm hoa, san hô làm cành lớn, sa cừ làm nhánh, mà não làm lá, bạc làm hoa, vàng làm quả, pha lê làm rễ. Thân cây là sa cừ, mà não làm cành lớn, san hô làm nhánh, bạc làm lá, vàng làm hoa, pha lê làm quả, lưu ly làm rễ. Thân cây là mã não, san hô làm cánh lớn, bạc làm nhánh, vàng làm lá, pha lê làm hoa, lưu ly làm quả, sa cừ làm rễ. Thân cây là san hô vàng làm cành lớn, bạc làm nhánh, pha lê làm lá, lưu ly làm hoa, sa cừ làm quả, mã não làm rễ. Các thành ấy mỗi cái đều có 8 vạn vườn cây, dài rộng đều bằng nhau. Mỗi chiều là 20 do tuần, với 7 lớp tường vách bao quanh đều làm bằng bạc với châu báu. Ở trong mỗi vườn cây ấy đều có 7 lớp lầu khác, giữa các hàng lan can tất cả đều do 7 thứ châu báu hợp thành. Là có những lớp lưới làm bằng 7 thứ châu báu văn phủ bên trên, 7 lớp hào sau của giá ấy cũng đủ vẻ trang nghiêm như thành. Trong các vườn cây kia, trong đủ loại cây như cây chiên đàn, cây trầm thủy, vô số các thứ cây hương ca la na, các cây âm nhạc cũng có đủ loại cây ra hoa, cây đâm quả, các cây dùng làm vật dụng, các cây dùng vào việc ăn uống. Trong ấy cũng có các thứ cây làm bằng vàng bạc và các thứ châu báu khác như lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, với vô số hoa như hoa a đề mục đa, hoa chiêm bạc, hoa ba lê sư, hoa đà nậu già lê, hoa phân đà la, hoa hòa lợi, hoa cù đa la lợi, hoa mang đà la, hoa ngũ sắc, hoa nguyệt thượng. Đại thể có vô số các thứ hoa như vậy trong các vườn cây. Nơi mỗi vườn cây còn có 700 ao nước lớn, dài rộng mỗi bề là 5 dặm, trong đó đầy ắp nước đủ 8 thứ công đức. Mỗi ao nước đều dùng 7 thứ châu báu để tạo nên vẻ trang nghiêm. Đáy ao rải toàn là cát bằng vàng. Bên trên ao là bốn cái tán báu và nhiều lớp phỏng báu văn phủ khắp. Còn trên mặt nước ao thì đủ loại hoa sen với các màu sắc xanh vàng đỏ trắng phô bày la liệt. Vị vua cai trị xứ Diêm Phù Đề thời ấy tên là Kiệt Đức. Ở khắp 84.000 thành lớn ấy đều có xây dựng cung điện. Nơi mà mỗi cung điện đó đều có 84.000 thành nữ dùng làm kẻ khuyến thuộc. Ở trong các thành có một tòa thành lớn, thành ấy rộng lớn 40 do tuần, dài 80 do tuần, là nơi vua Kiện Đức ngự triều làm việc. Thành đó đều dùng 7 thứ châu báu thủ thắng để trang nghiêm, cũng như trên nhân dân đông đúc với cuộc sống no đủ an lạc. Trong tòa thành lớn nơi nhà vua ngự có một tòa vương cung vuông vức mỗi bề 10 do tuần, cũng do 7 thứ báu tạo nên. Tòa vương cung ấy có các điện đền đủ loại lầu quán, bên trong có một điện lớn tên là Pháp Điện, do lối kiến trúc đẹp đẽ đoan nghiêm, chẳng khác gì cung điện thù thắng của Đế Thích. Tòa vương cung còn có một vườn cây đẹp tên là Thiện Pháp, với đủ loại cây như cây đâm hoa, cây tỏa hương, các thứ cây âm nhạc, các loại cây anh lạc cùng cho số các thứ cây dùng vào việc ăn uống, y phục.
lại còn có các cây do bảy thớ châu báu tạo thành, tăng thêm sự trang nghiêm cho khu vườn. Nói chung, tòa với cung đó, mọi cảnh, mọi vẻ, mọi việc đều chỉnh tề, nghiêm trang, rộng lớn, nổi bật. Là có một đài eo lớn cũng dùng bảy thớ châu báu tô điểm vẻ trang nghiêm cho nhiều thứ màn trướng đơn kép dăng che khắp bên trong. Này tôn giả Xá Lợi Phất, vị phu nhân thứ nhất của vua Kiện Đức ấy, hạ sinh được một thái tử do từ xưa đã từng cúng dường vô lượng cho Phật, nên thái tử thân tướng đoan chánh, tươi đẹp hơn hết, mọi người đều yêu mến quý kính. Thái tử ấy cũng gồm đủ các tướng nghiêm, phước đức và được nhà vua giao cho thành lớn để ngự ở đấy. Ngày thái tử chào đời, trong thành này có 40 ức bé gái. Cùng được sinh ra một lúc, nhà vua liền truyền lệnh cho đám trẻ gái kia được chọn là quyến thuộc của thái tử. Nhà vua cùng phu nhân tập hợp các vị đại thần cho đặt tên cho thái tử là Diệu Đức. Lúc thái tử sinh ra, chư thiên đều hoan hỷ, thể hiện bằng việc hòa thấu các thứ kỹ nhạc tuôn xuống vô vàn hoa mạng đà la, và cùng nói lớn lên rằng: Thái tử Diệu Đức nay đã sinh ra đời, nay sinh ra nơi thế gian nên mang tên là Diệu Đức. Thời gian này, thái tử Diệu Đức dần dần khôn lớn, thường cùng đám thợ nữ quyến thuộc vây quanh đến dạo chơi nơi vườn cây, cõi thuyền chiên đàn, để vui thích với năm thứ dục lạc. Bây giờ ở trong nước ao, thái tử trông thấy Đức Phật với thân tướng đoan chánh bậc nhất, trong lành hơn cả ánh lửa vàng rực, tỏa sáng tỏa vượt hơn mặt trời mặt trăng, như điểm tụ của ánh vàng trọng, như ngọn lửa tỏa lên từ ngọn núi vàng, như cây cột báo trang nghiêm, đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Từ thân tướng Phật phát ra trăm ngàn phản ức ánh hào quang, Đức Phật đang ngồi với chúng đệ tử vây quanh và vì họ mà thuyết pháp. Thái tử trông thấy thân tướng Đức Phật như vậy, liền suy nghĩ rằng: người ấy hình tướng uy nghi đoan chánh vượt trội hơn hết, ta nay vì sao mà không có được thân tướng như thế? Ngay lúc thái tử phát tâm thì thân tướng Phật không còn hiện ra nữa, do không còn thấy nữa nên thái tử sinh tâm lo buồn, bèn chẳng cùng chung vui với đám tè nữ nữa. Là chẳng gần nữ sắc, thái tử rời thuyền và đi lên lầu bảy báu ngồi kiết già an tọa, tâm tự suy nghĩ rằng: đến lúc nào ta sẽ có được thân tướng như Đức Phật? Lúc này đám thề nữ muốn đi đến chỗ thái tử để cùng vui đùa. Thái tử từ xa trông thấy sinh tâm lìa chán, để đóng cửa lại, không đi lên phía trước mà và suy nghĩ. Những chúng sinh ấy do tham dục giới khởi mạnh nên phải chịu nhiều buồn khổ lo lắng. Ta nguyện muốn đạt được trí tuệ lớn lao của bậc có thân tướng tối thắng kia, như ta cùng với sự tham dục, não bệnh của chúng sinh ấy là đồng nhau hay có sự khác biệt. Ta là người hành động, còn sự việc kia không phải là người hành động. Những chúng sinh đó do sự sân giận bừng phát nên phải chịu nhiều buồn khổ. Ta nguyện bố đạt được trí tuệ lớn lao của bậc có thân tướng tối diệu. Ta như cùng với sự sân giận não bệnh của chúng sinh kia là đồng nhau hay có sự khác biệt. Ta là người hành động, còn sự việc kia không phải là kẻ hành động. Phải tự chế ngự ở nơi chúng sinh không giấy sân giận phiền não. Những chúng sinh ấy là do ngu si quá đổi đầy dẫy nên phải chịu nhiều buồn khổ. Ta nguyện muốn có được trí tuệ lớn lao của bậc có thân tướng thù chịu tối thượng ấy. Ta như cùng với sự ngu si não bệnh của chúng sinh kia là đồng nhau hay có sự khác biệt. Ta là kẻ hành động, còn sự việc kia không phải là kẻ hành động. Những chúng sinh ấy do sự đau buộc của keo kiệt ganh ghét mà phải chịu bao nỗi buồn khổ. Ta như đồng với sự keo kiệt ganh ghét ấy của chúng sinh hay có sự khác biệt. Ta sẽ tiêu diệt mọi tham dục sân hận si mê ở nơi chúng sinh ấy, tâm đại từ bi nhằm cầu chánh đạo, đem đạo pháp chân chánh ấy để lìa bỏ hết thảy mọi tham dục sân giận ngu si keo kiệt ganh ghét cùng tâm bất thiện. Do đã phát sinh tâm chán lìa như thế nên thái tử liền tâm đắc với sự an lạc của đạo pháp, không còn tham luyến dục lạc, luôn ngồi một mình để tư duy, lìa mọi sự ồn ào bối rối. Mấy giờ vua Kiện Đức cùng gia phu nhân đều được nghe nói là thái tử không còn ham thích chuyện vui chơi, là chán lìa cảnh dục lạc, đám thề nữ như bị ngăn cấm không khiến vào hầu, bèn nghĩ rằng có người nào đã quấy nhiễu thái tử chăng, và mà thái tử không còn ham thích năm thứ dục lạc, còn tỏ ra chán ghét nữ sắc, chúng ta phải cùng đi đến để hỏi cho rõ lẽ. Nghĩ như vậy rồi, vua cha cùng phu nhân đi tới chỗ thái tử, nói bày kệ hỏi. Tòa pháp điện thanh tịnh, đám thề nữ đông đủ, vườn cây đẹp trang nghiêm, sao con lại chẳng vui?
Trong thành lớn như vậy, pháp điện cao rộng tột, khắp thiên hạ cùng thấy. Sao con lại chẳng vui, kẻ nào lại chẳng ưng? Đã quá nhiều tâm con nay riêng sầu muộn như kẻ buôn mất báu. Ta là cha mẹ con nên bày tỏ thật, kẻ nào nay đến trị, ta được mọi tự tại. Thái tử dùng kệ đáp lại, không ai là chẳng ưng, sao lại muốn vọng ngôn, cho đem ác cho người, chỉ nên sửa tâm mình. Con vui chơi trên nước, thấy Phật thân tướng tốt, như vàng cõi diêm phù, ánh sáng tỏa mười phương, ngọc sáng cùng nhật nguyệt, đèn đuốc và tinh tú. Đối hào quang Phật mờ, con thấy tướng như vậy, tức thì nguyện mong được trí tuệ thân tướng ấy, sẽ vượt già bệnh chết, cùng sinh bao nỗi bao khổ não. Được thân tướng trí tuệ, thế lực chẳng nghĩ bàn, sẽ lợi khắp muôn loài, khiến ra khỏi sinh tử. Con bèn dứt dục lạc, cho đỡ cùng quyến thuộc, nay xuất gia hành đạo, theo học sẽ làm Phật. Xuất gia mặc áo giáp, quyết tu tập pháp lành. Cho nên, cha mẹ nên xuất gia cùng tu theo đạo ấy. Nên tu hành chánh pháp, nơi năm dục chẳng an, ái dục hại pháp lành, dục buộc chính tù ngục. Không ai có thể chức, chỉ con riêng xa lìa, do việc xa lìa ấy sẽ được trí tuệ Phật. Trong pháp Phật xuất gia, nếu tạo nên chướng ngại, người ấy ắt chẳng lợi, con thương xót nên nói. Nước giàu con ít gì, phú quý đều vô thường, lâu nay chẳng lìa bỏ, lâu nữa cũng phân ly, đem nhân xuất gia ấy, làm sinh các pháp lành, qua lại trong sinh tử, đời đời nhận mọi khổ. Lần lượt sinh như vậy, chẳng thể quyết định được, nơi pháp không chánh quán, chỉ tham đắm giả danh, cho đem con gây tội, cùng nơi pháp xuất gia, con lìa nạn từ lâu, đều là lúc không nạn, được đầy đủ thân người, nên phải tin pháp lành, được gặp Phật an vương, nên nay nên cùng xuất gia. Thái tử Diệu Đức nói bài kệ xong, tức thì đi thẳng đến chỗ Đức Phật An Vương, đầu mặt đảnh lễ ngang chân Phật, rồi chắp tay hướng về Đức Phật đọc bài kệ. Con sinh trong lưới ma, các hạnh tà tăng trưởng, nay muốn dứt phá chúng, xin Phật cho xuất gia, cho con trói buộc chặt, cũng tự biết sợ buộc, dù ấy chẳng thật bệnh, chính là gốc mọi khổ. Nay muốn cởi mọi trói, dứt phá các lưới ma, nên pháp Phật xuất gia, thành Phật Lượng Túc Tôn. Các dục con đã sợ, ái dục rốt chẳng an, dục là pháp mê sợ, nên lìa hành Phật đạo. Này tôn giả sơ lợi Phất, mấy giờ Phật An Vương liền chấp thuận cho Thái tử Diệu Đức xuất gia thọ giới. Thế là có tới 84.000 người, cùng với quyến thuộc và đám tệ nữ đều sinh được xuất gia theo Thái tử. Là có đến 100 ức hàng thiện tri thức cũng sinh được xuất gia theo. Nhà vua nghe tin Thái tử xuất gia học đạo, liền ra lệnh cho 4 tứ binh cùng theo các đại thần đi đến chỗ Đức Phật An Vương, đầu mặt cung kính, đảnh lễ ngang chân Phật, xong lui ra đứng một bên, chắp tay, hướng về Phật và đọc bài kệ. Xuất gia dứt phiền não, tịch diệt an bất động là gốc mọi an lạc. Nguyện nương Phật xuất gia, lì nước của vợ con, cùng cho báo quyến thuộc, nhận các dục không chán, pháp ấy thường nhờ xấu. Nếu thọ năm dục diệu, nẻo hành hạng phàm tiểu, tu tập pháp Phật khen, diệt hết thảy mọi khổ, lìa sở hữu nước thành, cúng dường Phật chúng tăng, mong Phật cho xuất gia thành Phật Phổ Kiến Tôn. Vì lợi lớn muôn loài, đỡ hết thảy khổ não, nhằm khiến lìa các nạn, lìa nạn đạt tịch diệt. Thời Phật hoan hỷ khen, lành thay phát tâm lớn, nên kính Phật trí diệu, thiện lai Phật thuận xuất gia. Vua được Phật chấp nhập, tâm sinh đại hoan hỷ, tất thành Lưỡng Túc Tôn. Do được Phật an ủi, do vua lìa xuất gia, cùng 4 thứ quân binh, đều phát tâm bồ đề, sẽ thành đạo vô thượng. Số lượng xuất gia ấy, đều đặt vô sinh nhẫn. Nơi chốn ấy mạng chung, thể được sinh cõi trời, được gặp bậc danh tiếng, 20 ức chư Phật, ở mọi chốn Phật đó, được xuất gia hành đạo, thể đều luôn tinh tấn, đạt trí vô sở ý, đem lợi lớn cho đời, khiến thoát vô lượng khổ. Nơi được gặp chư Phật đều thọ trì chánh pháp, nhằm truyền bá khắp chốn mà chẳng tiếc thân mạng,
được quả lớn như thế. Trí tuệ diệu tối thượng, chứng pháp chẳng nghĩ bàn, ai chẳng cầu Phật đạo. Đức Phật bảo Tôn giả Sa Lợi Phất, Tôn giả cho rằng vị vua kiện đức thời ấy là một người nào khác chăng? Nhà vua đó chính là ta, con Thái tử Diệu Đức là Đại Bồ Tát Kiên Ý đấy. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, như thế là Đại Bồ Tát từ chỗ có được pháp an lạc, nhận thấy mọi chúng sinh bị bao thứ phiền não khổ đau bức bách, nên với tâm đại từ bi giáo hóa họ, khiến họ an trụ nơi nhân duyên các pháp lành, dần dần đạt được sự giải thoát. Lại nữa này Tôn giả Sa Lợi Phất, cho Đại Bồ Tát do ham thích pháp thâm diệu mà dốc lòng cầu pháp thâm diệu ấy, là cũng vì chúng sinh mà thuyết giảng pháp thâm diệu đó. Thế nên gọi là pháp thâm diệu, đó là chỗ có thể thực hiện của những kẻ tinh tấn. Những kẻ tinh tấn ấy, tức là các vị Đại Bồ Tát, là những người dốc cầu đạo vô thượng không hề thoái chuyển. Những người đó đều có thể thấu đạt sâu xa các pháp. Làm thế nào để thấu đạt sâu xa? Như tìm hiểu về hình tướng của mắt, để biết đấy chỉ là giả danh, chẳng phải là thấu đạt sâu xa hình tướng các pháp. Đó gọi là chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải là ngã và ngã sở, chẳng phải có uế, chẳng phải thanh tịnh, không sinh không diệt, vì sao diệt tính của chúng luôn là như vậy. Như thế thì tánh của các pháp là không tạo tác, chẳng phải tạo tác. Đó gọi là thông sự tâm đạt về pháp thâm diệu của mắt. Tìm hiểu về hình tướng của tai, mũi, lưỡi, thân ý, cũng liền biết đấy chỉ là giả danh, chẳng phải là thấu đạt sâu xa hình tướng các pháp. Gọi là chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ngã và sở, chẳng phải câu uế, chẳng phải thanh tịnh, chẳng phải chẳng sinh, chẳng diệt. Vì sao? Vì tánh của chúng là như vậy. Như thế thì tánh của các pháp là không tạo tác, chẳng phải tạo tác. Đó chính là sự thâm đạt và pháp thâm diệu của ý. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, người được gọi là thấu đạt một cách sâu xa, tức là thông tỏ về tướng thật của các pháp. Nhưng nếu thủ chấp các pháp không, thì đấy lại là vọng chấp. Nếu nắm được tính chất vô tướng, thì đấy mới chính là tướng. Cũng như nắm bắt được tính chất vô nguyện, thì đó cũng chính là nguyện. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, chân tánh của các pháp xưa nay không tăng, không giảm, đó mới đích thực là thấu đạt các pháp một cách sâu xa. Do vậy mà gọi các vị Đại Bồ Tát là những con người tinh tấn. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, do từ ý nghĩa nào mà gọi là Bồ Tát? Đây là ý nghĩa có thể xét kỹ để thông tỏ về pháp không chúng sinh. Vì vậy mà được gọi là Bồ Tát. Là nửa nẻo hành hóa của người ấy là lấy trí tuệ làm đầu, nên được gọi là Bồ Tát. Là khiến cho chúng sinh biết được mọi nẻo vận hành của các pháp đều là không thực có. Vì thế mà được gọi là Bồ Tát. Là nửa này Tôn giả sẽ là phát ý nghĩa không chúng có, chính là ý nghĩa Bồ Tát, không chốn hiển bày chỉ rõ, đó là ý nghĩa Bồ Tát. Vì thế, ý nghĩa Bồ Tát mang tính chất không hai, không so sánh. Lời nói này Tôn giả Sa Lợi Phất không vượt qua, cũng không bị chìm, đó chính là Bồ Tát. Lời nói này Tôn giả Sa Lợi Phất không chính là Bồ Đề. Thế nào gọi là không? Hết thảy các pháp đều là không, nên gọi là không. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, nữa ở nơi các pháp cho đến việc quyết định là có đối với các hình tướng nhỏ nhặt nhất của chúng, tức là chấp tướng ngã nhân chúng sinh, chấp tướng của các pháp trong pháp không ấy, không có các tướng kia, do đó nên gọi là không, không tức là Bồ Đề. Do từ ý nghĩa ấy mà tất cả các pháp đều được gọi là Bồ Đề. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, Tôn giả phải nên thuận theo những điều Như Lai chỉ giáo để hành hóa, chứ có sai trái. Vì sao? Vì sự giác ngộ của chư Phật thật hết sức thâm diệu, không gì hơn, có thể hàng phàm phu đều không thể đạt được. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, không chỉ là hàng phàm phu mà đối với tất cả các bậc thanh văn bất chi Phật và con người, không thể thấy, không thể xem, cũng chẳng có thể thông đạt được. Sự giác ngộ của chư Phật chính là có được tri kiến rốt ráo về vô sinh trí quán. Do thấu đạt pháp nào mà được gọi là tận trí? Đó là không pháp nào có thể thấu đạt tận cùng. Các pháp đều lìa sự tận cùng, để từ đấy hội nhập trọn vẹn sự tận cùng. Vì vậy mà gọi là tận trí. Nhưng không thể biết nơi niệm, trong niệm chúng ấy đã diệt tận hay chúng ấy chưa diệt tận. Do vậy mà cho rằng hệ thanh văn bích chư Phật và con người không có thể thông đạt được sự giác ngộ của chư Phật.
Này tôn giả, sao lại Phật trí vô sanh ấy là đối với các pháp hoàn toàn không có sự giấy khởi dù là chút ít. Có thể nhận thức như thế nó gọi là vô sanh trí, nhưng cũng không thể biết nơi niệm, trong niệm trong ấy vô sinh cũng chưa là vô sinh. Hết thảy hàng thanh văn bích chư Phật và người đều không có trí như thế. Do đó mà trí của Phật được gọi là không gì hơn, không gì và không ai sánh kịp. Lại nữa, trí ấy luôn vượt mọi tà chánh, nó gọi là bình đẳng. Này tôn giả Xá Lợi Phật, tề của Như Lai ấy là chánh giác từ sự suy cứu tận cùng, dứt sạch hết mọi lầm lạc. Do vậy mà gọi là Phật tuệ. Trí tuệ của Phật ấy trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, tìm cầu tu tập mới đạt được. Vì thế nó gọi là giác. Này tôn giả Xá Lợi Phật, do đâu mà Như Lai được gọi là bậc giác ngộ? Tất cả chúng sinh đều say sưa trong giấc ngủ dài của sinh tử, hoặc đi qua, hoặc chìm đắm đều không thể thông tỏ, chỉ có hạng Bồ Tát là riêng mình có được sự giác ngộ, nên gọi là kẻ giác ngộ. Là nữa này tôn giả Xá Lợi Phật, có sự hiểu biết đúng đắn về pháp nên gọi là kẻ giác ngộ. Làm sao để có được sự hiểu biết đúng đắn? Đó là nhận thức về tất cả các pháp là chẳng phải pháp, cũng chẳng phải là phi pháp, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, thuần theo tướng ấy nên gọi là kẻ giác ngộ. Cũng nhận thức là không pháp, dù sinh dù diệt, dù đến dù đi, nên gọi là kẻ giác ngộ. Nói tóm giả sẽ là vất. Ý nghĩa của sự giác ngộ ấy là vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, cũng như khó đạt được mới giới mốc. Vì như biển rộng, nước ở biển ấy chỉ một vị và không tăng, không giảm. Biển ấy thể nhận lấy nước từ các dòng sông đổ về, không đầy nhảy lên, dần dà lần lượt chuyển biến một cách sâu xa, thâm diệu bậc nhất. Này tôn giả Xá Lợi Phật, biển lớn Như Lai cũng là như vậy, không vô sinh diệt, một vị giải thoát. Đoạn lực thuyết pháp gọi là dần dà chuyển biến một cách sâu xa, đạt được nhất thiết trí, nên gọi là sự tâm diệu bậc nhất, tức sự thông đạt rốt ráo tận cùng của đạo vô thượng Bồ Đề. Đã hết thấy các pháp không còn có sự lầm lạc nên gọi là không tăng giảm. Mọi sự vấn nạn đều không thể đạt tới cùng tận nên gọi là nạn giảm. Có khả năng tập hợp tất cả mọi công đức rốt tốt đẹp nên gọi là nhận lấy các dòng chảy về, dòng chảy đổ về. Này tôn giả Xá Lợi Phật, nếu ta nói cho hết và ý nghĩa Như Lai ấy thì ai có thể kham nhận nổi? Như Long Vương Sa Già La muốn đổ xuống một cơn mưa lớn thì chỉ nên trút xuống biển rộng, ngoài ra không nơi nào có thể nhận lấy nổi. Như Lai cũng thế, nếu khai mở những bài tận cùng trí tuệ của Phật ấy thì hết thảy chúng sinh trở đến hàng thanh văn, còn bất chi Phật đều không thể kham nhận được. Chỉ có hàng Bồ Tát phát tâm đại thừa, mong đạt được thần lực như Phật thì mới có thể thọ trì. Này tôn giả Xá Lợi Phật, ở đời có bốn sự việc gọi là hết sức khó đạt được. Những gì là bốn? Một, được thân người là khó. Hai, được sinh ở vùng giữa nước là khó. Ba, tin được Phật Pháp là khó. Bốn, đã tin và hiểu để có thể hỏi về chỗ thích hợp là điều tổng khó. Bốn sự việc ấy các vị đều đã đạt được. Nay sẽ hỏi Phật về chủ nghĩa trong các pháp. Ta này thuận cho tôn giả điều ấy. Về hết thảy thế gian, chư thiên người cứ theo ý mình mà đeo lên chỗ cần hỏi. Như Lai còn chẳng bao lâu sẽ nhập Niết Bàn, lúc này đang nghe theo để sau khỏi hối tiếc. Bây giờ tôn giả sẽ lại Phật, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, phát một vạt y để trần vai bên phải. Đầu gối bên phải chạm sắt đất, chắp tay cung kính hướng về Phật và thưa rằng: Kinh bạch Thế Tôn, con muốn nếu bày chỗ mình hỏi, mong được chấp thuận. Đức Phật nói: Ta đã thuận rồi đấy, cứ theo ý mà hỏi, ta sẽ vì các vị theo chỗ hỏi mà trả lời. Tôn giả Xá Lợi Phật nói: Kinh bạch Thế Tôn, con này sẽ vì nẻo đường đi lên Bồ Tát mà xin được hỏi Như Lai. Tức thì đọc bài kệ: An trụ công đức tột, tu đạo tịnh cao quý, duy hành nhẫn nhu hòa, nên hỏi hành như thế. Bồ Tát làm sao bày? Hiện bày tâm hoan hỷ, là sao phát tâm thiện, đem lợi lớn muôn loài. Làm sao trì giới tịnh, tâm nhẫn nhục nhu hòa, làm sao hành tinh tấn, chẳng thoái chẳng dừng nghỉ. Tại chúng sinh khổ não, làm sao thêm lòng thương, tâm với đạo Bồ Đề, mong được Thế Tôn dạy. Làm sao vô lượng kiếp, đạo Bồ Đề trang nghiêm, tâm trọn không thoái chuyển, mà sinh hoan hỷ lớn. Làm sao hành thiền định, cùng tu tập trí tuệ, làm sao hợp cầu pháp,
ta được bậc đa phân. Nhậm pháp gì nên nghe, nhậm pháp nào nên dạy để phát tâm bồ đề? Nay con hỏi việc ấy, làm sao cầu chánh pháp? Nay pháp đạt an vui, làm sao lìa các dục? Lìa xong nên xuất gia, làm sao lúc xuất gia có được tâm hoan hỷ? Làm sao để xuất gia công đức càng vòi vòi? Làm sao tâm hồi hướng phát khởi lực phương tiện? Làm sao nơi đời đời thường chẳng mất chánh niệm? Làm sao ở trong thai luôn tập tâm bồ đề cũng được thấy chư Phật mà không bị ngăn ngại? Làm sao dứt tham dục, tâm từ dứt sân hận? Làm sao diệt ngu si, tâm luôn không lầm lạc? Làm sao sanh vương gia cũng sở trị việc nước mà lìa được mọi nạn, luôn được sinh chốn thiện? Làm sao sửa việc đời mà tâm luôn vui vẻ? Cũng cảm như chư Như Lai luôn được thấy chư Phật. Làm sao đủ thân sắc thường đoạn nghiêm bậc nhất cũng đầy đủ quyến thuộc đều phát tâm bồ đề? Làm sao nơi chốn sinh luôn chán lìa cảnh nhà, thường vui sách xuất gia tâm dứt mọi tham đắm? Làm sao đã xuất gia nên thọ trì bồ đề sau khi Phật diệt độ, quyết giữ gìn chánh pháp? Làm sao nơi lời loạn mà được tâm không loạn, thay chúng sinh phiền loạn để ban ủi vỗ về? Làm sao nghe mà trì và pháp đà la ni, dùng biện tài vô ngại, chuyển thuyết pháp vô thượng? Làm sao biết chúng sinh vô số tâm sai biệt? Làm sao nơi pháp lành mà tự mình điều phục? Và các vị Bồ Tát, con hỏi nhị túc tôn, nẻo hành của Bồ Tát mong được thuyết giảng rõ. Nếu người vì Phật pháp mà phát tâm bồ đề, người ấy nghe Phật nói, ác sinh hoan hỷ lớn. Phật nơi hết thảy pháp, trí tuệ không ngăn ngại, còn đem trí có hạn mà hỏi nơi Thế Tôn. Con tuy có chỗ hỏi, chẳng thể thông đạt hết, cả chỗ chẳng thể hỏi, mong Phật chỉ dạy đủ. Phẩm 21 ca ngợi công đức. Bây giờ Đức Phật bảo một tôn giả Xá Lợi Phất, lành thay, tôn giả đã có thể hỏi Phật về việc các vị Đại Bồ Tát thực hiện Phật đạo, an trụ nơi các công đức thanh tịnh, dưới ba pháp nhẫn như hòa. Đại thể là các việc như thế. Công đức của tôn giả thật không thể hạn lượng. Vì sao? Vì các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát có thể làm được những việc khó. Ví như có người, mỗi đêm cõi tam thiên đại thiên thế giới, giới mọi chúng sinh, hiện có trời đi đặt ở một chỗ khác, thế thì công việc ấy khó chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, kính bạch Thế Tôn, hết sức có. Đức Phật nói, đem so sánh với việc khó mà Bồ Tát làm được thì việc kia trong trăm phần hãy còn chưa được lấy một, trong phần ngàn phần, trong ngàn vạn phần, thậm chí dùng thí dụ cũng không thể diễn tả hết được. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, đặt trường hợp cả tam thiên đại thiên cả thế giới này với mọi chúng sinh hiện có như vào thời kiếp thiêu, thì toàn cõi ấy chỉ là một đống lửa lớn. Nếu có người có thể dùng một làn hơi thổi tắt đi, và dùng một nơi khác để xây dựng trở lại, như nào các núi lớn Tiết Di, Tu Di của biển rộng đầy nước, tất cả các quốc độ và bao thứ cung điện, đền, quán, giường cây, làng xóm, thành ấp đều trở lại như cũ. Thế thì, theo ý của tôn giả, việc làm của người ấy có nên cho là khó không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, kinh bạch Thế Tôn, hết sức khó. Đức Phật nói, để đem so sánh giới việc khó mà Bồ Tát làm được, tại vì khó kia trong trăm phần hãy còn chưa được một trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn phần, thậm chí dùng thí dụ cũng không thể diễn đạt hết được. Lại nữa, này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như có người muốn dùng những móng chân mình phá tan cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, thế thì người ấy được gọi là đã bộc lộ sức mạnh lớn lao chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, các bạch Thế Tôn, sức mạnh ấy thật hết sức lớn. Đức Phật nói, để đem so sánh với chỗ Bồ Tát thể hiện sức mạnh lớn lao của mình, thì sức mạnh kia ở trong trăm phần hay còn chưa được một. Sức mạnh lớn lao của Bồ Tát là trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn, vạn phần, thậm chí dùng thí dụ cũng không thể diễn đạt hết được. Lại nữa, này Tôn giả Xá Lợi Phất, với như cõi tam thiên đại thiên thế giới với mọi đại địa hiện có đều ở trên mặt nước. Nước thì ở nơi gió, nếu có một người từ chỗ tận cùng của gió nâng cao thế giới ấy lên, đem đặt trên đầu, còn vai thì vác mang, mặc cho mũi mỏng cán đốt mà vẫn nâng cao lên tới cõi phạm thiên, không hề bị rơi xuống. Thế thì, theo ý của Tôn giả, ngài có khéo léo, thành thạo trong việc làm khó khăn chăng? Tôn giả sẽ là phát đáp, kính bạch Thế Tôn, ngài đúng là khéo léo, thành thạo, đã bán cả cõi tam thiên đại thiên thế giới này, mặc cho mũi mỏng cán đốt, nâng cao lên tôi gọi phạm thiên mà không hề bị rơi, vì đó là hết sức khó khăn.
Đức Phật nói này, tôn giả sẽ là Phật Như Lai. Nó sẽ nói rõ với tôn giả lời chân thật này. Nó đem so sánh với đại lực phương tiện của Bồ Tát thì sức mạnh kia ở trong trăm phần hãy còn chưa được lấy một phần. Đại lực phương tiện của Bồ Tát là trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn phần. Ngay cả dùng thí dụ cũng không thể diễn ra hết được. Vì sao? Vì chưa đại Bồ Tát đã thành tựu vô lượng sự tinh tấn nơi thân tâm, phát nguyện lớn thực hiện các phương tiện to tát, giải khởi đại trí tuệ để tạo nên sức mạnh bậc nhất, mong đạt được tinh thần vô ý lớn lao, cùng sự nhận thức giác ngộ sáng suốt, mong có được tấm đại từ đại bi, cùng sự hành hóa chân thực, tướng vương hội quán, sư tử phấn tấn, vô kiến đảnh tướng, mong đạt được các pháp lớn của chư Phật như vậy, cùng mong có được những uy nghi tối thắng không thể sánh, là hàng đầu của các hạnh Bồ Tát. Cái công đức cùng sự hòa, sự như hòa cũng đều không thể sánh. Nhờ phương tiện tu tập các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ cũng thể hiện sự tối thắng, thông đạt mọi hình tướng của các pháp, thần lực tự tại không gì sánh của Như Lai. Tùy ở nơi tâm luân, chư Bồ Tát cũng mong đạt đến, khéo tỏ hết thảy mọi nẻo nơi thân tâm của chúng sinh, cùng các chốn diễn biến của tâm ấy. Nguyện thấu tỏ tính chất giả danh nơi tất cả mọi loài, nguyện đem lại cho hết thảy chúng sinh sự giải thoát về tri kiến, sự chỉ quán, sơ tu tập hành đạo, còn mà nẻo chứng đắc quả vị. Nguyện biết được chỗ lãnh hội của chúng sinh và các chân lý chắc thực. Nguyện được thông tỏ về sự sai biệt của nơi vô số âm thanh ngôn ngữ của tất cả chúng sinh trong mười phương. Nguyện thấu đạt, thấu được về sự tham đắm sâu cạn của chúng sinh, còn việc lìa bỏ sự tham đắm ấy. Nguyện ở trong các pháp đạt được trí tuệ vô thọ. Nguyện thông tỏ các pháp không và có trí tuệ thấu đạt các nẻo nghiệp báo. Này tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả nên giữ lấy lời quan trọng này. Do đại Bồ Tát đối với mọi sở cầu, sở nguyện và công đức trí tuệ đều theo nguyện mà hành hóa và theo sự hành hóa ấy mà chứng đắc đạo quả. Trong các sự việc đó đều không thể thí dụ, cũng không thể nói về nhân duyên của đức trang nghiêm. Đại nguyện như thế chỉ có Phật mới có thể thông tỏ. Những ai gần gũi phụng Phật cũng có thể đạt được sự hiểu biết ấy. Này tôn giả Sa Lợi Phất, các vị thanh văn như tôn giả theo sự tin tưởng mà có thể hội nhập, còn các vị Bồ Tát thì dùng sự tin tưởng để nhận thức lý giải. Tôn giả đã có thể vì công đức lớn lao ấy mà hỏi Phật về các sự việc kia. Ta này sẽ bị tôn giả mà đeo bày một phần nhỏ thôi. Vì sao? Về chỗ hỏi của tôn giả là về sự việc của chư Bồ Tát không thể trong một ngày, một tháng, một năm, 200 năm, ngàn năm, trăm ngàn, vạn năm, cho đến một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp mà có thể nói hết được. Này tôn giả Sa Lợi Phất, nên biết rằng sự việc ấy phải đến vô lượng vô biên cho thể nghĩ bàn A Tăng kỳ kiếp mới có thể trình bày hết được. Này tôn giả Sa Lợi Phất, Như Lai thông tỏ về các vị Bồ Tát từ việc xa xưa mới bắt đầu phát tâm cho tới việc thấp nhất như quả báo công đức trong một niệm, mà trong ngàn vạn kiếp nói cũng không thể hết, huống chi lại trong một ngày, một tháng, một năm cho đến trăm năm, hay có thể nói hết được về mọi quả báo công đức của sự tập hợp các tâm sao? Vì sao? Vì lúc các vị Đại Bồ Tát mong đạt được trí tuệ lớn lao thì đã có thể chí lên vô lượng nhân duyên công đức. Này tôn giả Sa Lợi Phất, nếu hành hóa của các vị Bồ Tát là vô tận và nhằm khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ nơi pháp vô sinh. Này tôn giả Sa Lợi Phất, chỗ hành hóa của các vị Bồ Tát là khó nhận biết vì giúp cầu các pháp thâm diệu. Con đường hành hóa của chư Bồ Tát là hết mực thâm sâu vì đối với tất cả các pháp đều không có sự nương tựa bám víu. Phạm vi hoằng hóa của các vị Bồ Tát là vô biên, không gì có thể so sánh, là vì nhằm đạt đến trí tuệ của Phật vốn vô biên. Không gì hơn được, lãnh vực hành hóa của các vị Bồ Tát là cũng là vô lậu, vượt mọi giới hạn, là vì để thực hiện những nơi chốn như thế. Bố thí bao nhiêu nơi chốn, vậy biết lúc dừng lại, xem vật ấy có thể bố thí hay chẳng thể bố thí, xem người ấy có thể giao phó hay không thể giao phó. Bồ Tát thực hiện sự bố thí là liệu bỏ hết thảy mọi vật cho chúng sinh. Bồ Tát giữ giới cũng không có giới hạn, theo số lượng ngày, tháng, năm cho đến trọn đời hay cả nơi vô lượng A Tăng kỳ kiếp, luôn vì tất cả chúng sinh trong mười phương cùng Phật đạo mà tu hành giới định. Đó gọi là nẻo tạm tác và hành hóa của Bồ Tát. Này tôn giả Sa Lợi Phất, sự nghiệp hành hóa của các vị đại Bồ Tát đến một thời thì dừng lại, đó là lúc an tọa nơi đạo tràng, trụ nơi tất cả các pháp, tu duy trong pháp tam muội tinh tấn, dùng một niệm để tương hợp với trí tuệ siêu cứu tận cùng nhằm thấu đạt hết thảy các pháp. Phẩm 22, chứng nghiệm tâm Bồ Tát.
Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất nên dùng ba sự việc để nghiệm chứng tâm của Bồ Tát. Những gì là ba sự việc? Thứ nhất là có thể liệm bỏ tất cả mọi sở hữu mà không mong báo đáp, nên biết đó đích thực là tâm của Bồ Tát. Thứ hai là cầu pháp mà không hề có sự tham tiếc, thà chịu bỏ mất thân mạng chứ không bỏ pháp. Đấy chính đích thực là tâm của Bồ Tát. Thứ ba là không trái nghịch với các pháp thâm diệu, dùng sự tin tưởng để lý giải diệu lực nơi sự giác ngộ của Phật, không sinh nghi hoặc. Đó cũng chính là tâm của Bồ Tát, là cũng dùng ba tâm ấy để chứng nghiệm các vị Bồ Tát. Lại nữa này, tôn giả Xá Lợi Phất cũng có ba sự việc để chứng nghiệm tâm Bồ Tát. Chẳng giờ là ba sự việc là luôn siêng năng tinh tấn cầu pháp không biết mệt mỏi. Pháp ấy tức là những tạng kinh Bồ Tát Đại Thừa. Do có được kinh đó mà tự mình đã làm tăng trưởng các căn lành cho chúng sinh, luôn theo pháp sư cung kính cúng dường, cho dẫu phải trải qua ngàn hàng ngàn năm mới có thể được nghe dạy về căn lành tương ứng với ba kệ bốn câu. Đã được nghe thì luôn thuận theo, không được trái nghịch, không thể mất đi hay bị thoái chuyển. Phải nói gần gũi bên mình pháp sư, tăng thêm lòng cung kính, thường tự trách về lỗi của mình. Ta do từ đời trước tạo nên tội lỗi làm ngăn trở chánh pháp nên không được nghe pháp, chứ không phải lỗi của pháp sư. Nay sẽ dốc gần gũi cung kính đối với pháp sư, khi cho mọi nghiệp tạo tội lỗi ngăn trở đạo pháp của ta thì đều bị tiêu diệt. Đó cũng chính là đích thực là tâm của Bồ Tát. Vì thế mà phải biết rằng Đại Bồ Tát từ thâm tâm cầu phải chánh pháp, là luôn theo đuổi thân cận pháp sư, nhờ đó mới có thể thành tựu được tất cả các pháp Phật. Này tôn giả Xá Lợi Phất, về thời quá khứ xa xưa đã qua vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn a tăng kỳ kiếp, cái máy tên là Diệu Trí, bây giờ có Đức Phật hiệu là Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm Đăng. Thọ mạng là nỗi kiếp, chúng hội thanh văn số lượng như hàng xa, trong mỗi hội thuyết pháp đều có hàng hà sa số người chưa đắc đủ ba minh cùng quả vị đại a la hán giải thoát. Chúng hội bồ tát số lượng cũng như thanh văn, trong mỗi hội thuyết pháp ấy đều có hàng xa bồ tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, an trụ nơi địa bất thoái. Số người mới bắt đầu phát tâm đông đảo không thể kể hết. Đức Phật Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm Đăng nhập sắp nhập niết bàn vô dư, lúc này ở trong trăm ức cõi diêm phù đề, nên mỗi cõi ấy đều có đạt để một vị đại pháp sư để nhằm tăng thêm thần lực. Sau khi Đức Phật diệt độ chánh pháp trụ thế 800.000 vạn ức na yuta đâm, bây giờ ở trong cõi diêm phù đề này, chúng đạt đệ kia có vị pháp sư tên là Thanh Minh, vì Đức Như Lai trước đây mà làm tăng thần lực, thể chánh pháp mà trụ thế ở thế gian để giữ gìn thành trì đạo pháp, tu tập theo hạnh Bồ Tát, cho đắc pháp nhẫn vô sinh, an trụ nơi địa bất thoái. Đức Phật diệt độ được 8 vạn ức năm, pháp sư Thanh Minh đi du hóa khắp các quốc độ, từ tôn ấp này đến tôn ấp khác. Ở mỗi nơi, mỗi xứ ấy, pháp sư đều hiện nói về sự tập hợp các pháp Phật trong vô lượng và a tăng kỳ kiếp của Đức Phật Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm Đăng. Này tôn giả Xá Lợi Phất, bây giờ đây bên cạnh cõi diêm phù đề có một thành tên là Kiên Lao. Ở trong thành ấy có một vị cư sĩ tên là Kiên Chúng, tuổi còn trẻ khỏe mạnh, làm chủ các quản các thành. Khởi tâm suy nghĩ, ta sẽ làm thế nào để có được trí tuệ lớn lao, đem trí tuệ ấy để khiến cho chúng sinh tu tập các pháp, lấy bỏ nẻo tạo tác thế tục. Suy nghĩ như vậy rồi, tức thì có một vị trời hiện ra nói lớn rằng: Này vị cư sĩ, nên biết là có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm Đăng. Hiện nay Đức Phật đã diệt độ. Cư sĩ Kiên Chúng được nghe nói đến tên hiệu Đức Phật liền sinh tâm hoan hỷ, nhưng biết là Phật đã diệt độ nên hết mực buồn rầu. Vị trời ấy bèn hỏi: Cư sĩ do đâu mà trước thì hoan hỷ, sau lại buồn rầu? Cư sĩ đáp: Tôi được nghe ngài nói có Đức Phật xuất hiện ở đời nên sinh tâm hoan hỷ, nhưng lại nghe là Đức Phật đã diệt độ, do cảm thấy bị mất một loại lạc lớn lao nên mới buồn khổ khóc lóc. Vị trời kia lại nói rằng: Cư sĩ cho nên ưu sầu, Đức Phật Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm đang lúc sắp diệt độ đã đem diệu lực thần thông gia hộ cho một vị pháp sư tên là Thanh Minh. Pháp tạng của Phật đều được tọa trì, tức là Đức Phật ấy đã được đã biết được người có thể có khả năng nhận lãnh và giữ gìn pháp tạng. Vị cư sĩ hỏi: Pháp sư Thanh Minh hiện nay đang ở chỗ nào? Vị trời nội đáp: Pháp sư Thanh Minh hiện ở nơi thành Gia Tỳ La, về phương đông cõi này, trải qua 360 giờ tuần. Cư sĩ Kiên Chúng nghe vị trời ấy nói như vậy, tức thì vào sáng sớm hôm sau mang theo 80 ức vàng, 1.000 số chuỗi anh lạc quý giá cùng với nhiều người quyến thuộc tìm đến thành kia. Đến nơi rồi thì lo tìm kiếm chỗ ở của pháp sư,
gặp pháp sư, cư sĩ liền cung kính dập đầu đảnh lễ ngay trước pháp sư, rồi lui ra đứng một bên. Pháp sư Thanh Minh đang thuyết về pháp hết mực thanh tịnh thâm diệu, nhằm dứt trừ mọi mối nghi, đem lại sự hoan hỷ, có thể tập hợp tất cả mọi căn lành của Bồ Tát. Đó là kinh Đại Thừa. Bây giờ cư sĩ kiên chúng được nghe kinh, tâm hoan hỷ liền cầm vàng và các số chuỗi ánh lạc, về sự cung kính đối với chánh pháp do lên pháp sư cô đích thân mình cúng dường, cung cấp mọi việc cần thiết. Là tâm giả sẽ là Phật, cư sĩ kiên chúng vì dốc lòng cầu pháp nên luôn cung kính cúng dường pháp sư, từ thân cận gần gũi là nhằm có được kinh ấy để biên chép thọ trì đọc tụng tu tập. Từ lúc bắt đầu được nghe, trải qua 60 ức năm luôn bị theo pháp sư, ở trong khoảng ấy lại còn chẳng được nghe giảng, huống hồ là được biên chép thọ trì đọc tụng. Cư sĩ luôn cúng dường pháp sư Thanh Minh, ở trong ngần ấy năm mà tâm không lìa bỏ, không giấy cảm giác về ham muốn, giận dữ và phiền não, thường đứng ở ngoài cửa nơi chỗ ở của pháp sư, ngày đêm hầu hạ cho chút ngủ nghỉ ngơi. Lúc này có một ma ác tên là Thường cầu viện, vì mong cầu điều xấu cho cư sĩ kiên chúng để biến hóa làm pháp sư Thanh Minh, cùng với một nữ nhân bày chuyện dục lạc. Thực hiện xong việc sau ấy, Lý hiện ra nói với cư sĩ, ông xem thầy của ông đấy, thường cho rằng mình là bậc có trí tuệ hạng nhất của chư Phật, nghe rộng biết nhiều như biển. Ông này hãy xem, hành động phi pháp vừa rồi, làm sao dạy bảo kẻ khác tu hành. Giờ giới thanh tịnh mà bản thân mình lại hủy hoại dưới cấm, thì ông tự cho mình là người tu phạm hạnh mà lại phá giới hạnh thanh tịnh. Là vì người thuyết giảng về việc thực hiện các pháp thâm diệu thanh tịnh, thế mà nay có sao lại tự mình làm chuyện phi pháp. Cư sĩ hãy nên dừng lại để bỏ kẻ ấy, chớ cho ông ta là thầy mình. Cư sĩ là người giữ giới thanh tịnh, ít dục biết đủ, dù giới cuộc sống xa lìa, luôn tinh tấn kiên trì chánh niệm đối với trí tuệ. Cư sĩ có thể tự mình thành tựu được công đức như vậy, đâu cần phải nhờ ông ấy làm thầy. Cư sĩ kiên chúng nghe nói như thế liền suy nghĩ, ta tự ở nơi nhà mình đã có vị trời đến nói là có vị Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm Đăng, hiện nay đã diệt độ, lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật đã trở lại trong trăm ức cõi chim phù đề, mới có là một vị Pháp Sư, là dòng để tăng thêm thần lực. Cõi chim phù đề này thì có vị Pháp Sư tên là Thanh Minh, mọi chỗ thuyết giảng của Đức Phật kia, vị Pháp Sư đều có thể thọ trì, đó chính là người đã giữ gìn Pháp tạng của Đức Phật Như Lai kia. Ông nên đến được gần gũi học hỏi. Ta được nghe nói vậy, cho là sẽ được lợi ích lớn lao, nên mới thân hành đến chỗ Pháp Sư này. Lúc này Pháp Sư đã vì ta mà thuyết giảng về tạng kinh Bồ Tát, nhằm dứt trừ mọi mối nghi của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ, để dẫn dắt thâm tâm ta, khiến ta rất vui mừng, nên đã đem nhiều vật quý giá dâng lên cúng dường Pháp Sư, đã cũng tự thân mình lo việc, mọi việc cúng dường hầu hạ, xem đấy là những việc đáng làm đúng đắn. Nay người này lại đến cho ta biết vị Pháp Sư ạ, đã gây ra lầm lỗi như thế, thật chẳng nên tôn thờ nữa. Hẳn đây là việc làm của các loài ác ma. Vì sao? Vì chỗ được Phật hộ niệm tăng thêm thần lực ấy, nếu tạo ra sự việc kia thì đã không có được chỗ đây. Việc này chắc chắn là do đám ác ma ác tạo ra. Vì sao mà trong chỗ thuyết pháp của Pháp Sư Thanh Minh không có sự việc ấy? Ta sẽ quan sát hình tướng nữ nhân cầu pháp cùng pháp nữ nhân cầu. Ta sẽ tìm hiểu hình tướng nam nhân, còn đem các pháp nam nhân cầu để đối chiếu. Nếu ta chạy theo hình tướng hư dối đó, thì không việc ác nào mà không làm. Vì sao? Vì tất cả sự tạo nghiệp gây nên tội lỗi đều từ sự tưởng nhớ, phân biệt mà phát sinh. Nếu ta theo hình tướng ở chỗ trông thấy mà khinh giảng Pháp Sư, thì cũng có thể bày bán Phật và hủy nghịch Phật Pháp. Pháp Sư ấy là người đã được Đức Phật Phổ Đức Tăng Thượng Vân Âm Đăng gia hộ thần lực. Nay ta đã sẽ lập lời thề, nói vị Pháp Sư đó là chỗ được Đức Như Lai kia gia hộ thần lực, thì ta cũng lại là người dốc tâm cầu Pháp. Do từ nhau dưỡng ấy mà hình tướng bất tịnh kia liền được tiêu diệt. Tức thì chắp tay nhất tâm niệm Phật và bày tỏ lời chân thật ấy. Lúc này hình tướng nữ nọ liền bị diệt không hiện trở lại. Cư sĩ kiên chốn diệt trừ việc ma xong liền suy nghĩ rằng, ta đã dốc tâm như vậy để cầu Pháp, Pháp Sư Thanh Minh không vì ta mà thuyết giảng, là có việc ma quấy phải ấy. Cũng lại do ta từ đời trước đã tạo tác những nhân duyên gây nên tội lỗi, là ngăn trở chánh pháp, chứ chẳng phải lỗi của Pháp Sư.
Ta sẽ tự mình gắng sức siêng năng tinh tấn trong hành động để nhằm diệt trừ mọi việc của ma. Suy nghĩ như vậy xong thì càng thêm cung kính, luôn gần cuộc hậu hạ pháp sư không hề giấy sự giận dữ cứu mạng. Này tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả xem việc cư sĩ ấy với tâm thanh tịnh bền vững khó có thể hủy hoại. Từ lúc bắt đầu được nghe nói về vị pháp sư ấy đúng là 60 ức năm, ở trong khoảng thời gian ấy cũng chẳng được nghe giảng, như thế mà vẫn luôn dốc tâm cung kính thân cận, bị ma ác thường cầu viện lừa dối mê hoặc như vậy mà tâm không đổi khác, là tăng thêm sự kính trọng thầy, tâm tin tưởng càng thanh tịnh. Cư sĩ kiên chúng trải qua 60 ức năm, vào lúc mạng chung được sinh lên phương trên thuộc thế giới thứ 1000, cõi ấy tên là Vô Tránh, bút đồ đó có đức Phật hiệu là Đại Kiên. Một hội thuyết pháp, các bậc thanh văn có đến 96 ức vị. Bồ Tát Kiên Chúng được sinh vào hàng vương giả. Lúc mới sinh có vị trời đã nói rằng: ngươi đã do nhất tâm cầu pháp, chính nhờ nhân duyên ấy mới được phước báo này. Bồ Tát Kiên Chúng nghe xong liền suy nghĩ: nếu đúng là như thế thì từ nay ta sẽ đem thân cầu pháp ấy, sống trong ngàn năm ở nơi pháp của Đức Phật Đại Kiên mà xuất gia học đạo, được Phật thuyết giảng chánh pháp. Do hành nguyện từ gốc cùng thần lực của Phật nên biết được thân mạng từ đời trước, mọi pháp tạng của Đức Như Lai Đại Kiên thuyết giảng đều được Bồ Tát Kiên Chúng thọ trì. Ở trong nửa kiếp tu hành phạm hạnh, giáo hóa vô số vô lượng chúng sinh, đều khiến họ được an trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mạng chung lao lực được gặp Phật hiệu là Tu Di Kiên, sống trong 7 năm ở trong pháp Phật xuất gia cầu đạo, là người có được nhân duyên luôn dốc nhớ về bản nguyện cùng tận lực của Phật, nên mọi pháp tạng do Phật Tu Di Kiên thuyết giảng đều có thể thọ trì trọn vẹn. Từ chỗ được nghe pháp nơi Phật Đại Kiên cũng luôn ghi nhớ không quên, lần lượt chuyển biến như thế và được gặp 60 trăm ngàn và ức nơi chư ta vị Phật. Mặc dù thuyết giảng của chư Phật Bồ Tát Kiên Chúng đều có thể thọ trì đọc tụng lãnh hội, nếu bài tu tập từ đó về sau, Bồ Tát Kiên Chúng trở thành bậc đa phần trí tuệ rộng lớn mênh mông như nước biển cả trong lành, không có gì có thể so sánh, như hư không thanh tịnh thâm diệu có thể lường được bờ bến. Này tôn giả Sa Lợi Phất, theo ý của tôn giả thì sao? Cư sĩ Kiên Chúng được nghe vị trời nói đã mang vàng cùng nhiều sao chuỗi ánh lạc quý giá đến chỗ vị pháp sư, nghe pháp hoan hỷ và dâng lên cúng dường pháp sư. Số châu báu kia là cũng tự mình lo liệu, mà việc cúng dường khác dốc lòng cầu pháp nên luôn gần gũi pháp sư. Trong 60 ức năm lại chẳng được nghe pháp, còn bị ma ác thường cầu viện lừa dối quấy phá như thế, như kẻ khác nói xấu về lỗi của thầy mà cũng không giận dữ nghi ngại, luôn một lòng theo đuổi việc cầu pháp cho đến mạng chung. Việc cư sĩ ấy là một người xa lạ chăng, cho nên nghĩ như thế, đó là Đức Phật định quan vậy. Này tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả đã thấy Bồ Tát dốc tâm tinh tấn cầu pháp như vậy nên đạt được phước báo lớn lao, vì thế nên biết rằng các vị đại Bồ Tát dốc tâm cầu pháp thì luôn mau chóng đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tôn giả Sa Lợi Phất, pháp sư thanh minh cũng vì sự hộ trì chánh pháp của chư Phật trong 3 đời thì đang có mặt nơi hội này. Này tôn giả Sa Lợi Phất, lại có 3 sự việc đại chứng nghiệm tâm của Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát chuyên tâm cầu pháp để có thể hành hóa khắp mọi nơi chốn có chúng sinh hoạt động, đó là lúc mới phát tâm. Là nữa này tôn giả Sa Lợi Phất, Bồ Tát nêu dốc tâm cầu lượng pháp thật pháp Phật, được nghe các pháp hết mực thâm diệu, không hề kinh sợ, lại đem tâm tin tưởng không trái nghịch, nghe theo pháp thâm diệu ấy nên tâm tịnh không động. Đó là sự việc thứ nhì, chứng nghiệm đích thực là tâm Bồ Tát. Lại nữa này tôn giả Sa Lợi Phất, nếu có người đi đến chỗ của Bồ Tát nói rằng: nhưng có người phát tâm cầu đạo vô thượng có thể đem lại sự an vui tất cả chúng sinh, nơi tôi chính là người đau khổ nhất, sẽ được thấy sự an vui kia rồi sau mới trao cho hết thảy chúng sinh. Nên vì Bồ Tát ấy khả năng có thể cứu độ mà không hứa giúp, là sinh tâm thoái chuyển, cho rằng mình hãy còn chẳng thể đem lại sự an vui cho người này, huống là có thể tế độ cho tất cả chúng sinh, nên biết rằng đó chẳng phải đúng là tâm của Bồ Tát. Nếu trông thấy người cầu ấy tâm không thoái chuyển mà khởi lòng từ bi nhằm đem lại sự an vui cho họ, thì đấy mới đúng là tâm của Bồ Tát. Này tôn giả Sa Lợi Phất, nếu ngay vào lúc trao cho người mong cầu đầy đủ mọi sự an lạc mà họ trở lại dùng lời xấu ác để mắng nhiếc nhục mạ, tâm không giận dữ, Bồ Tát chỉ xin tâm từ bi cung cấp đủ mọi chỗ mong cầu của họ,
đã có thể điều phục tâm mình như vậy, tức thì dứt trừ được vô lượng nhân duyên tạo tác tội lỗi trong cõi sinh tử mới được tiếp cận Phật đạo. Trong mọi mỗi niệm có thể thu nhất vô lượng vô biên Phật pháp, đó chính là sự dốc tâm theo phương tiện của Bồ Tát với chí nguyện không gì hủy hoại được. Và trong khi người cầu mong ấy buông lời mạ lị, bây giờ Bồ Tát suy nghĩ cho rằng người ấy chính là đã trao cho ta pháp Phật, nên ở trong hoàn cảnh đó không sinh sinh tâm giận dữ, nên được tiếp cận Phật đạo, đó chính là phương tiện để hiện tâm đích thực của Bồ Tát. Lại nữa, này tôn giả sẽ là Phật, nếu có người đến chỗ Bồ Tát bảo rằng vô lượng chánh đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, pháp ấy thật hết sức khó khăn, khó làm sao có thể tập hợp hết được tất cả các pháp Phật. Bồ Tát nghe nói thế sinh tâm thoái chuyển, thì đó chẳng phải là đích thực. Nếu nghe họ nói như vậy mà mình như tâm tưởng là Bồ Tát có thể thực hiện được, thì đấy mới đúng nghĩa là tâm của Bồ Tát. Lời nữa này tôn giả sẽ là Phật, như có người đến bảo Bồ Tát rằng nếu người phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở nơi thân mạng của mình chẳng có được tự tại, huống hồ là đối với tài sản của cải, nay thì nam ông nay phải nên đè bỏ tâm ấy đi, cho đối với thân mạng mà cũng chẳng tự tại nữa. Là Bồ Tát nghe như thế bèn giấy sự tâm đắm về thân mạng và xin thoái chuyển, thì nên biết đây thực không phải là tâm của Bồ Tát. Nếu nghe nói như vậy mà Bồ Tát suy nghĩ, tất cả chúng sinh đều luyến tiếc thân mạng, nhưng đối với lão bệnh tử thì không thể nào chống trả được. Lại chính là từ sự tham tiếc thân mạng ấy mà đã giải khởi những tạo tác gây ra bao tội lỗi, và do nhân đó mà bị đọa vào nẻo ác, nên là chẳng thể giữ gìn cho thân sau. Và nếu tham tiếc lo giữ gìn thân mạng, dẫn lên bao nhân duyên gây ra tội lỗi, bị rơi vào đường dữ, bị lưu chuyển trong cõi sinh tử cùng với những kẻ ngu muội kia, nào có khác gì? Ta này chẳng nên tham tiếc thân mạng, chỉ nên có sự tham tiếc đối với trí tuệ của Như Lai, cũng như dốc giữ gìn Phật pháp, và để cứu độ chúng sinh nên luôn siêng năng tinh tấn, để bỏ tham ái cùng các thứ phiền não. Ta này sẽ vì sự không buộc không mở mà cùng chúng sinh giữ nói các pháp. Suy nghĩ như vậy xong, liền đáp lời người kia rằng: ông cho rằng thân mạng chẳng được tự tại, các pháp tự nó là như thế, tham tiếc và không tham tiếc đều là chẳng tự tại. Hỡi ôi kẻ nhân, tất cả các pháp đều là không, không chủ thể, không chỗ nương tựa, chỉ theo duyên hợp mà có. Nó có được sự chánh quán về các pháp như vậy thì chính là đã tạo được phương tiện tốt, thể hiện đúng thực tâm của Bồ Tát. Lại nữa này sẽ lại Phật, nếu có người đến bảo Bồ Tát, ông đã phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên vì tôi mà làm kẻ hầu hạ sai khiến. Bồ Tát đáp rằng: tôi chẳng riêng làm người hầu hạ sai khiến cho ông, tôi đã nguyện phục vụ mọi việc cho thể chúng sinh. Vì sao? Vì tôi đã vì tất cả chúng sinh mà đảm nhận những việc quan trọng, cho đảm nhận sự ăn vui yên lành, không đảm nhận sự mỏi mệt, đảm nhận việc sinh nơi xứ thiện, đảm nhận việc có thể gặp Phật và được nghe chánh pháp của Phật, đảm nhận việc theo pháp thực hiện để đạt giải thoát. Những sự đảm nhận ấy không hề làm cho thân tâm mệt mỏi biến trễ, không tự làm cho mình phiền não, mà cũng không gây phiền não cho kẻ khác, là không tự gây khổ cho mình, là cũng không gây khổ cho kẻ khác. Như chỗ ông muốn, ông nói muốn lấy tôi làm kẻ hầu hạ sai khiến, thế thì ông cần những việc gì? Người ấy nếu bảo rằng cần thân mạng ông, thì Bồ Tát đã nói: tôi nay cũng chẳng có sự tham tiếc thân mạng, chỉ thương xót luyến tiếc với ông thôi. Chứ ở nơi tất cả các pháp là không, không có chủ thể, không có chỗ nương tựa như thế, để có được tâm tự tại mà là giấy khởi sự tạo tác gây nên tội lỗi, chính từ nhân duyên ấy mà bị đọa vào đường ác. Tâm tôi là như vậy, thân ôi kẻ nhân, chẳng muốn khiến ông giấy khởi duyên gây nên tội lỗi ấy mà bị rơi vào cái đường ác. Tâm tôi là như vậy, nếu không tin thì sẽ theo ý ông thôi. Nếu là có thể chẳng tham tiếc thân mạng như thế, thì đấy chính là chính đúng thật là tâm của Bồ Tát, liền xa lìa sanh tử, tiếp cận với đạo vô thượng Bồ Đề, đạt tất cả trí tuệ, giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, cũng có thể làm tăng trưởng căn lành cho chính mình và cho người khác. Này tôn giả, sau lại Phật như đem ngọc báu ma ni vô giá dùng lửa nung lên, tức thì màu sắc sẽ theo đấy mà tỏa sáng. Người chuyên sử dụng cho báu ấy có được tài lợi lớn, ngọc báu có thể phát ra đủ thứ đủ loại kỹ năng, để được xem thấy không ai là không ham chuộng yêu thích. Này tôn giả, sau lại Phật, các vị đại Bồ Tát cũng như thế, là vì chư đại Bồ Tát có thể thực hiện tất cả các pháp bình đẳng, có thể hiện bày rõ cho chúng sinh thấy cái tâm đích thực của bậc Bồ Tát, thay cho hành hóa ấy mà làm cho các căn lành được sáng tỏ, trong sạch,
Đại Bồ Tát luôn là chỗ hộ niệm của chư Phật, là chốn có thể đem lại sự an vui khi chiêm ngưỡng của vô lượng chúng sinh, là để quay về nương tựa của tất cả chư thiên người trong thế gian. Này Tam Giả Xá Lợi Phất, ví như có người gieo trồng các cây thuốc, theo thời gian cùng sự chăm sóc như tưới nước, ngăn che bớt gió ánh nắng, khiến cho những cây cối ấy dần già thêm lớn lên tươi tốt. Và khi đã lớn hẳn rồi thì có thể dùng để diệt trừ một số các bệnh của chúng sinh, là cho đem lại sự an vui cho người già bệnh khi họ được trông thấy. Các vị Đại Bồ Tát cũng như vậy, vì chư Đại Bồ Tát phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, gieo trồng các căn lành nhằm đạt đến trí tuệ như Phật mà nhất tâm cầu pháp, ngăn chặn các loài ma cùng bao thứ phiền não ở trong Phật pháp, trụ tạo nghiệp lành dần dần được tăng trưởng. Và khi đã tăng trưởng đầy đủ thì có thể dứt trừ các thứ bệnh phiền não vô số vô lượng chúng sinh, có thể làm được việc tập hợp vô lượng a tăng kỳ tứ thuốc trí tuệ. Như lúc đạt đến quả vị Phật Đà, tất cả chúng sinh còn có cấu uế hay đã dứt sạch cấu uế, tại đều an lạc khi được chiêm ngưỡng, là bậc được tôn quý hết mực của hết thảy chư thiên người Atula trong thế gian. Lời nữa này Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có người đến bảo Bồ Tát rằng nhờ phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì người phát tâm ấy sẽ sinh trong cõi đại địa ngục. Vì sao? Vì theo chỗ nhằm độ tất từng ấy chúng sinh thì phải nên ở nơi cõi đại địa ngục trong vô lượng a tăng kỳ kiếp, đảm nhận lãnh bao nỗi khổ thay của họ, sau đấy mới có được vô thượng trí của Phật mà độ tất chúng sinh. Nếu có thể làm được sự việc như vậy thì mới cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát nghe nói như thế liền sinh tâm thoái chuyển, giấy tưởng cho là khó đạt được, thì nên biết đó chẳng phải đích thực là tâm của Bồ Tát. Nếu nghe sự việc ấy, Bồ Tát nhanh chóng tưởng cho là không lâu xa có thể gắn gỗ thọ nhận, nhất là giấy tưởng không thoái chuyển, và suy nghĩ rằng nó ta đem cái nhân duyên đi vào cõi địa ngục, khiến cho mọi chúng sinh đều được bao nỗi khổ, thành tựu được Phật đạo, thì ta đã có thể vì mỗi mỗi chúng sinh đều khoan ngần ấy a tăng kỳ kiếp ở trong cõi đại địa ngục nhận lấy bao nỗi khổ não. Vì sao? Vì với nhân ấy sẽ đạt được trí tuệ không gì hơn, đạt được Phật lập, Phật vô sở ý, không gì có thể sánh, cũng đạt được quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác tột bậc, là có thể vì chúng sinh mà tạo lập các pháp hội lớn, pháp thí nhiều phần pháp bảo. Nếu người được nghe các phần pháp bảo ấy thì sẽ dứt trừ được vô số vô lượng nỗi khổ, cũng dứt được vô lượng khổ não trong a tăng kỳ kiếp ở đời vị lai, là có được nhiều niềm an lạc không gì sánh nổi do lìa bỏ tham dục. Vì thế mà ta sẽ gắng sức hết mực vì vô lượng vô số chúng sinh, nhận lãnh thay cho mỗi mỗi người bao nỗi khổ nơi địa ngục, tâm không thoái chuyển mà ở trong ấy sinh tưởng nhanh nhạy, tưởng cho là không lâu xa tưởng có thể kham nhận, đây mới đích thực là tâm của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Hoa Thụ Quyển 7. Nguyện đem công đức này hồi hướng về cấp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.